Rồi, xin chào mọi người đã đến với cả buổi tổng ôn diễn ra vào tối chủ nhật hàng tuần. Và tuần này là mình sẽ tổng ôn về chương Nguyên Hàm Tích Phân. Thì cái lý do sinh ra cái buổi tổng ôn này đó là bởi vì trong toán thi đại học là mình sẽ thi rất là nhiều chương. Và thường đó là khi mà mình sẽ học xong chương này đúng không, và mình sẽ chuyển sang chương mới, thì mình sẽ sau khi mình học xong chương mới rồi thì mình sẽ hay bị quên đi những cái kiến thức của chương cũ. Đó, thì bây giờ mình sẽ phải tổng ôn lại để mình rà soát lại kiến thức, nhắc lại các bạn về phần chương trước. Đó, và cái thứ hai nữa là nhiều bạn khi mà đi thi thì ví dụ như là cái khả năng của mình được 8 điểm đúng không? Nhưng mà bởi vì những kỹ năng làm bài tập mình, kỹ năng làm bài kiểm tra mình chưa có, mình bị yếu. Thế nên là mình làm không được đúng sức của mình lắm các bạn. Thật ra các bạn làm được 8 điểm nhưng mà đi thi các bạn chỉ được 6 đến 7 điểm thôi. Đó, thì mình cần phải tối ưu cái khả năng của mình. Đó, đi thi thì không cần gì nhiều, 8 điểm thì đi thi làm được đúng 8 điểm, nó không cần phải ra được nhiều hơn nữa. Đó, chỉ sợ là đi thi 8 điểm nhưng mà cái năng khả năng của mình là 8 điểm nhưng mà mình thể hiện ra ở trong bài thi của mình chỉ là 5-6 điểm thôi. Đấy mới là cái mà mình cần phải luyện tập ở trong các cái buổi luyện đề này. Đó, thì các bạn hãy coi như cái buổi luyện đề này là một cái bài thi thật nhá. Các bạn càng nghiêm túc bao nhiêu thì mình càng luyện tập được nhiều bấy nhiêu. Rồi, thì mọi người đã có thời gian để làm đề này rồi. Đó, và bây giờ thì thầy sẽ chữa lại nhá, bởi vì các bạn mà không chữa lại thì lần sau các bạn gặp lại câu đấy thì các bạn vẫn không vượt qua được, đúng không? Và cái ngu sai nhất đó là mình sai một câu hai lần. Sai một lần thôi nhá mọi người, sai một lần là phải sửa lại luôn. Ok, và trong cái video này thì đây sẽ là cái video chữa lại toàn bộ cái đề mà mọi người từng làm. Có 30 câu đúng không? Hôm nay mình sẽ có 30 câu. Và 30 câu ở trong đề này thầy đã cắt ở trong đề minh họa. Nghĩa là tất cả những câu ở trong đề minh họa năm 2023 mới nhất ấy, thì đều đã có trong này rồi, đều được cập nhật trong này rồi. Ngoài ra có những cái dạng phát triển hơn của đề minh họa cũng đã có trong này rồi. Đó, thế nên là mọi người ôn tập đề này là best nhất luôn, là chuẩn nhất luôn. Ok, rồi không nói nhiều nhá, bắt đầu mình vào bài nhá. Và thầy muốn là mọi người có một cái không gian yên tĩnh và ngồi thật sự là tập trung vào thầy trong cái khoảng thời gian mình chữa đề này. Thì mọi người có thể tua đúng không? Các bạn có thể tua đến cái câu mà các bạn sai hoặc là câu bạn chưa biết làm nhá. Thì thầy vẫn chữa hết. Ok, rồi. Một cái nhắc nhở cho các bạn đó là hãy uống đủ 2 lít nước mỗi ngày nhá. Uống thiếu nước là khiến cho mình rất là thiếu năng lượng đấy. Thì mọi người hãy uống đủ lít nước này. Hãy uống một cốc nước trước khi mà mình vào bài buổi chữa đề này nào. Rồi, ok, và đề này thì thầy đã sắp xếp theo thứ tự là từ dễ đến khó thôi, nhưng mình chỉ việc làm từ trên xuống dưới thôi. Những câu dễ mình làm rất là nhanh qua thôi nhá. Nào, và nhìn thấy đề rồi đúng không ạ? Câu số 1 này, thì bà yêu cầu mình tính nguyên hàm của 2x mũ 3 trừ 9. Rồi, quá đơn giản đúng không? Nguyên hàm của 2x mũ 3 trừ đi 9. Đợi thầy một chút. Ở đây nó sẽ được là 2 mình giữ nguyên đúng không? Nguyên hàm của x mũ 3 mình được là 1/4 x mũ 4. Rồi. Nguyên hàm của 9 mình được 9x. Vậy ở đây mình cộng c nữa đúng không? Vậy ở đây mình sẽ được là 1/2 x mũ 4 trừ 9x cộng c. Vậy thì đáp án chính xác của mình sẽ là 1/2 x mũ 4. Đáp án A đúng không? Đáp án chính xác của bài là đáp án A. Rồi, ok. Chuyển tiếp nhá. Câu số 2, gọi K là khoảng hoặc đoạn nửa khoảng của R, cho số Fx xác định trên K, F lớn x là nguyên hàm của Fx trên K nếu, ok. Rồi, thì đây là cái bài mà liên quan đến các mối quan hệ giữa ba đại lượng đúng không? Mà thầy dạy các bạn rất là kỹ rồi. Ở đây mình có ba đại lượng, bạn nào không ấy thì nốt lại nhá. Mình có ba đại lượng mà mình rất là hay gặp nhiều này, đó là F lớn x này, Fx này và f'x đúng không? Ba đại lượng mình gặp rất là nhiều. Đi theo chiều từ trái sang phải, đi theo chiều từ trái sang phải thì là chiều đạo hàm. Đây là chiều đạo hàm. Đó, chiều ngược lại là chiều nguyên hàm. Chiều ngược lại là chiều nguyên hàm. Đó, thì đề bài ở đây đề bài cho là f lớn x đúng không? Và f(x) đúng không? Rồi cho hai cái là f lớn x và f(x). Vậy thì khẳng định nào đúng? Thì ở đây các bạn nhìn thấy cả ở đây là bản A của mình là f(x) thì bằng cái gì đúng không? f(x) thì f lớn x thì bằng fx cộng c thì nó là sai, bởi vì f lớn x này có được f lớn x rồi mà để ra là fx thì mình phải đi theo chiều đạo hàm đúng không mọi người, có được cái này rồi đúng không mà cần phải đi tìm fx đúng không, thì mình sẽ đi theo chiều đạo hàm. Vậy thì có nghĩa là mình sẽ có được ở trong câu này là mình có được f lớn x này đạo hàm ra được fx nhé. Đó, đi theo chiều đạo hàm đúng không,
Thì ở đây đáp án chính xác của mình là F lớn X đạo hàm ra được Fx, đáp án B đúng không? Câu đáp án B. Rồi. Câu 3 nè mọi người. Câu 3 ở đây thì mình chỉ việc bấm máy tính thôi. Ở đây đáp án của mình là 4, đáp án ở đây là đáp án có thể bấm máy tính được đúng không? Khi nào mà nó cho kiểu A nhân với cả hệ nó tìm A tìm B tìm C đấy thì mới là câu chồng Casio thôi. Câu này bấm máy tính như bình thường nhá. Và bấm nó x này nhân với cả 1 cộng x bình. Thế là câu này đi thi thì sẽ bấm máy thôi. Cho nó nhanh. 4 đấy. Cận mình là từ 0 đến 1. 31/10. Ok, rồi. Đệ. Xong. Tiếp theo là câu số 4. Câu này thì dùng tính chất thôi đúng không? Ở trong đề thi học của mình sẽ có một câu 1 đến ạ. Một câu thôi, một câu dùng tính chất để mình giải, để mình tính nguyên hàm. Thì câu này chỉ việc ở đây gọi gì nhỉ? Đề bài cho tích phân từ -1 đến 4 của Fx, cho tích phân từ -1 đến 4 của Gx. Mà đề bài nó hỏi tích phân của từ -1 đến 4 của Fx cộng Gx đúng không? Thì tích phân của hai hàm số cộng trừ với nhau nhá, thì mình chỉ cần việc lấy hai cái tích phân rồi cộng trừ lại với nhau thôi. Thì có nghĩa là nó sẽ bằng tích phân từ -1 đến 4 của Fx cộng với tích phân từ -1 đến 4 của Gx. Đó. Cộng trừ thì mình được phép làm như này nhá. Còn nhân thì nhớ là phải thành từng phần đấy nhá. Nhân thì không được là tích phân của từng cái nhân lại với nhau đâu, không phải. Mà mình sẽ phải tích phân từng phần đúng không? Ở đây xong rồi. Ở đây bài cho cái từ -1 đến 4 của Fx là 2, cho ra là 3 đúng không? 2 3 bằng 5. Vậy câu này là chính xác của mình là đáp án A. 4A. Câu 5. Câu 5 đề bài cho là nguyên hàm của một phần x. À, nguyên hàm của một phần x mình được f lớn x cộng c. Nguyên hàm của một phần x thì mình được gì nhỉ? Học rồi đấy. Ln. Ln trị tuyệt đối của x đúng không? Ln trị tuyệt đối của x. Rồi, vậy thì đây đáp án nào nhỉ? F phẩy nhá. Ở đây mọi người chú ý. Không, cái câu này thì nó lại đơn giản hơn nhiều. Đề bài nó hỏi f phẩy đúng không? Nó hỏi f phẩy thì f lớn x phẩy. Vậy thì có phải là mọi người thấy nhá. Thầy gọi cái này là fx đúng không? Thầy gọi cái một phần x là fx. Thì nguyên hàm của fx thì được f lớn x không? Đó, nguyên hàm của fx nhìn lại cái sơ đồ trên nhá, nhìn lại cái sơ đồ này này. Đó, nguyên hàm của fx thì mình được f lớn x đúng không? Vậy thì có phải là đạo hàm của f lớn x nó chính là câu hẳn nó chính là câu 2 đấy. Đạo hàm của f lớn x mình được là fx không? Đó, vậy thì từ đây mình có được luôn là f lớn x đạo hàm thì nó bằng đúng cái fx ban đầu luôn đúng không? Là bằng một phần x. Đó. Hay là mọi người hiểu đơn giản là như này nhá. Hiểu đơn giản là bây giờ mình làm cái động tác là động tác bình phương hay về. Đạo hàm hay về, đạo hàm hay về. Đó. Thì đạo hàm với nguyên hàm thì là hai phép tính ngược nhau nhá. Vậy thì đạo hàm với nguyên hàm thì mất cái dấu này. Đó, vậy đây nó chỉ còn lại là một phần x thôi. Đạo hàm của f lớn x mình được f phẩy x đúng không? Đạo hàm của c mình được không? Đó, hay là mình được f phẩy x bằng một phần x luôn đấy. Rồi, câu này thì rất đơn giản rồi đúng không? Nó chính là bài 2 thôi. Mọi người hiểu bài 2 là các bạn làm được câu này thôi. Đây là chính xác của mình là đáp án C nhé. Đó, nguyên hàm của một phần x mình được f lớn x. Vậy thì đạo hàm ngược lại. Đạo hàm đúng không? Thì đạo hàm của f lớn x thì mình được đúng một phần x luôn. Câu số 6. Câu số 6 này câu này cũng là giải bằng tính chất thôi, đúng không? Các bạn tách ra thành hai cái. Tích phân từ 0 đến 2 này. 1/2 nhân fx thì để 1/2 ra ngoài nhá. Fx này. Trừ đi tích phân từ 0 đến 2 của 2 dx. Đó, tách thành hai cái đúng không? Cái tích phân từ 0 đến 2 của fx để bài cho rồi. Ở cái bút này nó cứ mờ mờ thế nào nhỉ? Thôi tạm nhá, tạm nhá. Buổi sau thì sẽ cải thiện sau về hình ảnh chất lượng sau. Ở đây mình có được là tích phân từ 0 đến 2 của fx bằng 4. Vậy thì từ đây mình có được là 1/2 nhân 4 đúng không? Trừ đi cái tích phân này. Tích phân này thì mọi người có thể bấm máy tính luôn cho nhanh. Hoặc là bạn nào có thể nhập nhanh được luôn đúng không? 4 đấy. Đấy, 4. Trừ đi 4 đúng không? Vậy nó bằng là 2 trừ đi 4 -2. -2. Vậy thì quay đoạn D nhá. Câu số 6 đoạn D. Câu số 7. Tìm M để cho diện tích hình phẳng. À, một câu ứng dụng của tích phân đúng không? Tính diện tích và tính thể tích. Ngoài câu tính diện tích. Đạt giá trị nhỏ nhất thì M chạy khoảng bao nhiêu? Nghĩa tìm M. Tìm M để cho diện tích bị giảm bởi 4 đường
đạt giá trị nhỏ nhất. Ok, rồi câu này là một câu cũng tương đối đúng không ạ? Phần trên là những câu cho điểm rồi, thì đây là một câu cũng tương đối, thì thầy tách riêng câu này ra nhé, thì chữa câu này. Rồi, mình rõ đề câu này rồi đúng không? Có 7 đúng không? Thì ôn lại lý thuyết một chút nhỉ? Ôn lại lý thuyết trước nhá. Mình có được, đây là dạng cơ bản thôi. Đề bài sẽ cho 4 đường. Dạng cơ bản là đề bài sẽ cho 4 đường. Y bằng Fx. Đây này, đây là Y bằng Fx này. Trục hoành là Y bằng Gx đúng không? Trục hoành có phương trình là gì nhỉ? Mọi người ôn lại là trục hoành có phương trình là Y bằng 0 nhá. Đó, phương trình thứ hai chính là Y bằng 0. X bằng A, X bằng B. X bằng A, X bằng B, X bằng A, X bằng B. Đó, nó cho thêm hai đường x bằng a bằng b nữa, và sau đó thì đề bài sẽ hỏi là diện tích bị giới hạn bởi bốn đường này, thì đã dạy ở trong các bạn rồi, đã dạy ở trong trong cái buổi ứng dụng tích phân rồi, thì thầy nhắc lại công thức thôi. Diện tích thì bằng tích phân từ a tới b, ở đây chính là hai cận của mình đúng không, tích phân từ a đến b của trị tuyệt đối fx trừ gx, công thức đây đúng không. Đó, một số những cái dạng bài đặc biệt thì mình có thể bỏ trị đối ra, nếu mà mình nhìn thấy đồ thị, nhất là những bài có đồ thị fx nằm trên thì mình có thể để thành fx trừ đi gx luôn đúng không? Ok, và bài này nè, ở đây thì bài nó bảo là rồi, ở đây các bạn nhìn thấy bốn đường không? Đường thứ nhất đây nhá, đường thứ nhất là đường có chữ m này, đường thứ hai là trục hoành, trục hoành chính là y bằng không, trục tung x bằng không, trục tung có phương trình là x bằng không, và đường thẳng x bằng 2. Rồi đủ bốn đường rồi đúng không? Đủ bốn đường rồi, vậy thì từ đây mình sẽ có được công thức thôi. Diện tích thì sẽ bằng tích phân từ AB ở đây là 0 với cả 2 không? AB ở đây là 0 với cả 2 đúng không? Tích phân từ 0 cho tới 2 của trị tuyệt đối Fx trừ Gx. Fx ở đây thì là cái hàm số này đúng không? 3x bình cộng 2mx cộng m bình cộng 1. Rồi, trục hoành nghĩa là 0 đấy. Trục hoành chính là 0, trừ đi 0. Đó, trừ đi gx mà đúng không? Thì gx ở đây bằng 0. Đó, trừ đi 0 thì coi như không trừ đi gì luôn cũng được đúng không? Đấy. Đó, vậy thì từ đây mình sẽ được là bằng tích phân từ 0 đến 2 của trị tuyệt đối 3x bình cộng 2mx cộng m bình cộng 1. Đây đúng không? Rồi, đánh giá qua một chút nhá về câu này. Thì đầu tiên đó là thầy muốn bỏ được trị đối đi đúng không? Bình thường là mình chưa bỏ được đâu. Bình thường là công thức của mình là có trị đối nhá. Nhưng ở đây thì mình xem mình có thể đánh giá được dấu của cái bên trong này không. Nếu mà đánh giá được dấu của bên trong này thì mình có thể bỏ trị đối. Nếu nó dương thì bỏ trị đối ra luôn. Nếu mà nó âm thì đặt dấu trừ trước thôi đúng không? Thì ở đây mình đánh giá được cái biểu thức này luôn dương nhá. Cái này luôn dương. Cái biểu thức này luôn dương, luôn lớn không. Vì sao nhỉ? Vì ở đây thì nhìn ra được nhanh nhá. Câu này thì cũng tùy thuộc vào kinh nghiệm đúng không? Là bạn nào mà chót bỏ trị đối luôn thì tình cờ lại đúng. Đó, tình cờ bỏ trị đối, chẳng may quên trị đối thì câu này tình cờ lại đúng, bởi vì cái biểu thức này mình sẽ luôn dương. Luôn dương. Thầy chứng minh nhất tại sao nó dương này. Thì ở đây thầy nhìn thấy được là nhầm được nhá. Ở đây có 2 mới đúng không? Nó dẫn đến việc thầy nhầm được là hàng thức. Đây chính là 2AB đấy. Vậy thì mình có được là A bình là X bình này cộng 2MX cộng M bình đúng không? Đây chính là hàng thức này. Hay là đánh giá này không quá quan trọng nhá. Đó, thì giúp mình có thể bỏ thử trị đối thôi. Rồi, nhưng mà thêm bớt nhầm nhỉ? Đây là 3MX, đây là 3X, 3X bình đúng không? Nhưng mà ở đây mình chỉ có 1X bình thôi, cộng 2X bình nữa. Cộng với cả 1 nữa là đủ đúng không? Là đủ. 2X bình cộng 2X bình là 3X bình này. 2MX này, M bình này, với là 1, đủ rồi đúng không? Và cái này chính là hàng thức, vậy thì biểu thức này nó sẽ được là x cộng m tất cả bình cộng với 2x bình cộng 1. Thì mọi người nhìn thấy toàn số dương không? Cái này dương này, cái này dương này, một nữa dương đúng không? Cả cụm này dương, cả cụm này dương, để bỏ trị đối ra, bỏ trị đối được nhá. Thì phân từ 0 đến 2 của 3x bình cộng 2MX cộng m bình cộng 1. Đó, học là phải hiểu bản chất như thế. Rồi, và đề bài nó bảo là diện tích này lớn nhất, mình cứ tính nhất thôi, xong rồi mình ra được một cái biểu thức bằng chữ ẩn m đúng không? Câu này phải làm bằng tay rồi, phải có chữ ẩn m, phải làm bằng tay rồi. Nguyên hàm bình thường thôi, các bạn, đây là tích phân đúng không? Thì mình nguyên hàm xong mình thay cận vào. Nguyên hàm của 3x bình thì mình được x mũ 3 luôn nhá. Cộng với cái này là được 2m giữ nguyên đúng không? M coi như một số đã biết nhá, 2m là hệ số để nguyên. Nguyên hàm của x mũ 1 thì mình được là 1 phần 2x mũ 2.
Vậy đây mình được là mx bình. Đó. M bình cộng 1 là số đúng không? Các bạn nhớ nguyên hàm của 3 không? Nguyên hàm của 3 thì mình được 3x không? Đó, vậy thì nguyên hàm của m bình cộng 1 đây là một số đúng không? Nó chính là số 3 đấy. Thì nó được là m bình cộng 1 nhân x. Đó. Ở đây mình lắp cận là thôi, cận của mình là từ 0 đến 2. Thì lắp 2 vào trước đúng không? Lắp 2 vào trước, 2 mũ 3 là 8 này. Cộng với 2 mũ 2 là 4 này. Cộng với m bình cộng 1 nhân 2. Ở thay 0 vào, trừ đi thay 0 vào. Nếu thay 0 vào thì mọi người nhìn thấy thay 0 ở đây 0 này, 0 này, 0 này. Vậy thì coi như là trừ đi 0 rồi đúng không? Vậy thì từ đây mình nhân ra mình sẽ được là 2m bình cộng 4m cộng 10. Đó, và đề bài yêu cầu là đây chính là công thức tính diện tích. Đó, đây chính là S đúng không? Biểu thức này chính là S. Và đề bài nó bảo là đạt giá trị nhỏ nhất, đạt giá trị nhỏ nhất. Rồi, đến đây mọi người nhìn thấy S của mình là một cái bậc 2 không? Là một cái hàm số bậc 2 đúng không? Thì hàm số bậc 2 mọi người có thể tìm min max nhanh bằng cách là mọi người bấm máy tính nhé. Bấm máy tính bấm cái chỗ giải phương trình ấy. Bấm là mốt này. 9 này, bấm cái chỗ giải phương trình ấy. Đây đúng không? 2 này, 4 này, 10 này. Đó, thì bây giờ mình không quan tâm đến nghiệm nhé. Mình nghiệm là giải nó bằng 0, mình không quan tâm. Kéo xuống thêm một nút nữa này, bấm nút xuống thêm một lần nữa. Đó, đây giá trị nhỏ nhất của nó. Nhưng mà đọc kỹ nhá. Giá trị nhỏ nhất tại x bằng trừ 1. Còn giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì giá trị nó là y nhá. Giá trị nó là y thì phải bấm xuống thêm một lần nữa. Đây, giá trị nhỏ nhất của nó y bằng 8. Đó, y bằng 8 khi mà x chính là m đấy. Khi m bằng trừ 1. X bằng 8 nhá. Vậy thì ở đây mình có được S min. Từ đây mình suy ra được là S min bằng 8. Đó. Nếu mà đề bài nó hỏi m bằng bao nhiêu để nó min thì mình sẽ trả lời là m bằng âm 1. Nhưng ở đây đề bài nó bảo là đề bài nó nó tìm m đúng không nhỉ? À đúng rồi, thì m không phải tìm S tìm S min bằng bao nhiêu. Nếu đề bài hỏi là diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu thì bằng 8. Nhưng mà ở đây đề bài nó bảo là tìm m đúng không? Vậy thì ở đây mình có được là m của mình chính là x đấy. X trong bài việc bằng máy tính ấy bằng trừ 1. M bằng trừ 1. Đó. Vậy thì ở đây đáp án đúng là trừ 1 thì nằm trong khoảng từ trừ 2 tới 0 đúng không? Đáp án chính xác là đáp án C. 7C nhá. 7C. Kiểm tra đáp án làm trên SH thì 7, đúng rồi, 7C. Mọi người chữa lại câu này. Đó. Xong rồi nhá. Đó, có thể dừng lại để thấy cứ chữa nhanh không? Các bạn có thể dừng lại để xem mà đúng không? Có thể dừng lại hoặc là tua đến những cái câu mà mọi người cần chữa. Câu số 10. Câu số 10 là một câu dùng công thức đổi cận đúng không? Và thầy dạy các bạn cách đổi cận tốt nhất rồi, cách dạy đổi cận dễ hiểu nhất đúng không? Là mình đổi theo kiểu quãng đường. Mình đổi theo kiểu quãng đường. Thì ở đây đề bài nó cho ba cận của mình là ABC này. Rồi. Bây giờ mình vẽ cái trục số ra đúng không? Mình cộng trừ như bài tập quãng đường đấy. A nhỏ hơn đúng không? A đây, B đây, C đây. Rồi. Nào, bây giờ mình sẽ làm đi thử ý A nhá. Ý A này là tích phân từ A tới C. Đi từ A tới C, đi từ A tới C thì bằng đi từ A tới B, đi từ A tới B cộng với đi từ B tới C cộng với đi từ B tới C. Chuẩn rồi đúng không? Đi từ A tới C thì bằng đi từ A tới B cộng với đi từ B tới C. Rồi, một A đúng nhá, nhưng mà điều bảo là đáp án sai. Vậy không khoanh. B từ A tới B đúng không? Các bạn nhìn thấy cận từ A tới B này. Cái này mình từ A tới B đúng không? Mình đọc là từ A tới B nhá. Từ A tới B nghĩa là đi từ A tới B đấy. Đi từ A tới B thì bằng đi từ A tới C rồi trừ đi đi từ C tới B. Sai. Cái này là cái sai này. Cái này là cái sai bởi vì nó phải là trừ đi đi từ B tới C đúng không? À đúng không? Đúng không nào? Nhờ lại nhá, lại câu A này, à, lại ý B này, đi từ A tới B thì bằng đi từ A tới C, đi từ cả A đến C rồi trừ đi đi từ B tới C. Đi từ B đấy, đúng rồi đúng không? Đi từ A đến C rồi trừ đi đi từ B đến C, vậy thì mình còn lại đi từ A đến B. Đấy, đúng không? Thì ý B đúng nhá, cũng không quay. Ý C đi từ A tới B. Đi từ A tới B thì bằng đi từ A đi từ B tới A. Đi từ A tới B thì bằng đi từ B tới A rồi cộng với đi từ C tới A. Cái này sai, sai chắc chắn luôn. Chắn là sai đúng không? Đấy, các bạn nhìn thấy nó không hợp lý. Đi từ A tới B. Đây, đây là cái đoạn đường mà mình cần tính. Thì nó lại bằng, đáp án đây là bằng đi từ B tới A, đi ngược lại. Rồi lại cộng với đi từ A tới C, rồi cộng với đi từ A tới C. Rồi cộng với đi từ A tới C. Sai đấy.
Bạn biết nó phải ra được cái gì không? Nếu mà đi từ B tới A này, cái cả về trái nhá. Đi từ B tới A và đi ngược lại theo chiều này đúng không? Đây thì cho bạn một cái mũi tên màu khác nhá. Đi từ B tới A, mọi người hiểu kỹ câu này một chút. Mình làm một bài tính thật kỹ thôi. Đi từ B tới A, nghĩa là đi theo chiều này đi ngược lại đúng không? Sau đó cộng với đi từ A tới C, cộng với đi từ A tới C. Các bạn nhìn thấy hai cái cộng với nhau thì mình thấy được cái gì? Hai cộng với nhau thì cái đi từ B tới A nó đi ngược lại đúng không? Đi ngược lại thì nó sẽ coi như là nó bị trừ đi mất, nó bị trừ đi mất đấy, nó bị trừ đi mất cái đoạn đi từ B tới A này. Vậy thì nó còn lại là đi từ B tới C. Vậy thì cả cái vế này nó phải bằng tích phân từ B tới C. Đó, các bạn hiểu không nhỉ? Đó, đi từ A tới C đúng không? Rồi cộng với đi từ B tới A thì coi như là trừ đấy, trừ đi cái đoạn đi ngược lại mà. Đi ngược lại thì coi như là trừ đi mất cái đoạn này. Đó, mình trừ đi cái đoạn này và mình còn cái đoạn còn lại thôi, đoạn này đi từ B tới C. Đó, không phải đi từ A tới B, phải đi từ B tới C. Vậy câu C là câu sai đúng không? Vậy Phanh đoán chính xác câu này là câu đoán C nhá. Câu 10 đoán C. 11. 11 ở đây thì mình dùng đây là một cái câu tích phân từng phần đúng không? Một câu tích phân từng phần. Câu này thì tùy mọi người thích bấm máy tính luôn cũng được, bấm máy tính luôn cũng được. Có đáp án như này là bấm máy tính rồi thì nên bấm đúng không? Nên bấm. Có này các bạn dùng hồng cấu 1 cũng được, dùng cái phương pháp tính nhanh hôm dạy các bạn tính từng phần cũng nhanh. Một nhé, chứ phải là một nhé, đoán A luôn đúng không? Bấm máy tính thôi. Câu số 12. Câu số 12. Là xong 10, xong 11 câu rồi đúng không? Câu này thì mình có thể làm một mạch đến 25. Mạch đến 25 và từ câu 25 đổ lại những câu khó. Mà ai cũng phải đúng hết được 25 câu đầu nhá. Câu số 2. Một khối tròn xoay thu được thể tích nhá, một khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng này quay trục x. Ok, câu số 12. Đây, câu này thì không biết mọi người có nhớ dạng không? Thì hy vọng là nhớ. Câu này thì cũng mới học xong mà đúng không? Bài này thì làm thế nào? Bài này thì đầu tiên đó là mọi người phải nhớ được cái cách làm đã đúng không? Đây là dạng gì? Đây là dạng đề bài nó chỉ cho mình hai hàm số thôi, y bằng fx và y bằng gx thôi. Bình thường dạng chuẩn đấy là phải cho thêm x bằng a, x bằng b nữa đúng không? Và dạng chỉ cho hai hàm số thôi. Thì cái x bằng a và x bằng b nó ở đâu? Tìm cái kiểu gì? Tìm x bằng a, tìm b của gì? Thì bằng cách là mình tìm giao điểm đúng không? Mình xét giao điểm của fx cắt gx nhé. Fx bằng gx đấy. Ở đây mình bước 1 này, cạn xét giao điểm, tìm giao điểm. Tìm giao điểm. Bằng cách là mọi người cho fx bằng gx. Và nghiệm của cái này, nghiệm của phương trình này chính là x bằng a với bằng b đấy, đó chính là hai cái mình còn thiếu đúng không? Hai cái đường mình còn thiếu. Và sau đó thì mình dùng công thức nhá. Đây là thể tích. Đây là thể tích, vậy thì v này thì bằng có pi nhá, cái này phải học thuộc thôi. Đấy, học thuộc công thức rồi. Pi nhân với tích phân từ a tới b của trị đối fx bình phương trừ đi gx bình phương. Đó. Rồi, đây là tất cả mọi cả cái kiến thức mà mọi người cần phải có để làm được câu này. Một câu rất đơn giản nhé, một câu không khó, đây là câu cơ bản. Thì ở đây mọi người nhìn thấy đề bài nó chỉ cho hai đường thôi đúng không? Chỉ cho hai đường này thôi. Đó, một cái là fx đấy, fx của mình chính là trừ x bình cộng 2 và gx của mình chính là bằng 0. Và đề bài không cho x bằng a, không cho x bằng b. Vậy thì mọi người phải tự tìm a, tự tìm cái cận a và cận b nhá, bằng cách này. Đó là đầu tiên đó là mình tìm giao điểm. Xét này. Fx bằng gx. Để mình tìm ra được giao điểm nhá. Vậy từ đây mình sẽ có tương đương với trừ x bình cộng 2x. Gx thì bằng 0 đúng không? Gx thì bằng 0. Đây, thành đậm lên một chút. Vậy thì cái này sẽ tương đương với x bằng 0, x bằng 2 đó. X bằng 0, x bằng 2. Đó, và đây chính là hai cận AB của mình. Đây chính là hai cận AB của mình. Và bây giờ mình dùng công thức đúng không? Nó bằng là thể tích V thì bằng pi này nhân với tích phân từ 0 đến 2. Đây chính là hai cận của mình nhá, cận là từ 0 đến 2 của fx bình phương. Fx bình phương thì fx của mình là đây đúng không? Cái này bình này, trừ x bình cộng 2x bình phương rồi trừ đi 0 bình đúng không?
Ngới thì là không đấy, thì là không bình. Và trừ đi không bình thì coi như là không trừ đi gì mất này. Ở đây bọn cũng thể bỏ được trị đối đi luôn nhá, bởi vì bên trong này mình còn bình phương thôi đúng không? Bên trong mình còn bình phương thì luôn dương rồi, thì có thể bỏ trị đối đi. Đó, có thể bỏ trị đối luôn. Đó, nhưng mà cứ áp dụng công thức chuẩn để cho mọi người hiểu. Gới ở đây bằng không nhá, bằng trừ đi không bình thì coi như không trừ đi gì rồi này. Và sau đó thì mình có thể bỏ trị đối đi luôn. Đó, thì công bằng bấm máy tính thôi. Đó, có thể để pi ở đằng trước là không cần bấm pi đâu, bấm đây cái bên trong thôi, cái phân từ 0 đến 2 của trừ x bình cộng 2x cận của mình là từ 0 đến 2, 4 phần 3 của thêm pi nữa là xong. Kết quả của đây là 4 phần 3 pi. Đó, câu 7, à câu 12, 4 phần 3 pi. Ồ, không có kết quả. Từ từ nha, từ từ check lại. Câu số 12 ở đây 16 phần 9 à. Tính nhầm ở đâu ta? Không bằng không bằng hai, đúng rồi. À, thiếu bình phương, bấm máy tính thiếu bình phương, bấm máy tính thiếu bình, thiếu bình. Cái này là bình phương nữa này. Rồi, ok, 16 phần 15, 16 phần 15 vẫn chưa đúng, vẫn chưa đúng, vẫn chưa đúng. Tại sao chưa đúng nhỉ? Chuẩn rồi mày. Mười sáu phần 15. Mười sáu phần 15 rồi thêm pi đúng không? Nhưng mà đáp án lại là 16 phần 9. À đúng, có đáp án D, D, D đấy. D đúng không? Câu số 12. À, câu này bị sai đề đấy nhá, gọi sai đáp án đấy. D nhá. D. Câu này đáp án ở đây thì ghi là B, vậy thì trong trong lúc mà ngồi kiểm tra cũng có thể là bị nhầm đúng không? Có thể bị nhầm, bị sai kết quả đấy, thì thầy sẽ sửa lại sau cho các bạn sau nhá. Yên tâm, thầy sẽ sửa. Rồi, để câu 12 xong. Câu 12 xong. Rồi chuyển tiếp sang câu số 13 này. Câu 13 ở đây thì thể tích của khối tròn xoay được tạo bởi hai đường x bình với cả 2x xoay trục x, thì giống câu kia, giống hệt câu kia, giống hệt câu trên luôn. Đó thì ở đây thì bài nó chỉ cho hai đường thôi đúng không? Thì đầu tiên đó là mọi người sẽ cần phải tìm cái giao điểm của nó ra, tìm cái giao điểm của nó ra, x bình này bằng với 2x. Thì ở đây các bạn chuyển với đổi dấu đúng không? Bằng không, ở đây mình cũng giải ra hai nghiệm là x bằng 0 và x bằng 2. Đó, và do đó mình có từ thể tích V của mình sẽ bằng này pi ở ngoài này nhân với cả tích phân từ 0 đến 2 của fx bình phương nhá. X bình phương là x mũ 4 đúng không? Trừ đi 2x bình, 2x tất cả bình lại là 4x bình. Cận đây đúng không? Trong trị đối đấy. Ok, rồi và ở đây mọi người nhìn thấy đó là mình không có đồ thị. Nếu mà có đồ thị thì mình có thể bỏ được trị đối đi. Bởi mình biết là đường nào nằm trên đường nào đúng không? Đường đường, đường nào lớn hơn đường nào được. Nhưng mà câu này thì nhìn vào dạng đáp án, nhìn vào cái dạng của cái bốn đáp án ABCD ấy, thì nó chỉ có thể là đáp án C thôi. Câu bài chữa một lần trên lớp rồi, chỉ có thể đáp án C thôi. Thì mọi người nhìn thấy đúng không? Khi mình bỏ trị đối ra thì nó sẽ có hai trường hợp thôi. Nó là 4 mũ x mũ 4 trừ đi 4x bình, hoặc là 4x bình trừ đi x mũ 4 đúng không? Đó. Vậy thì cái ở giữa không thể là dấu cộng được, vậy đáp án A sai rồi. Cái ở giữa không thể là dấu cộng được, nối hai cái là dấu trừ mà. Đúng, hai cái với nhau là dấu trừ đúng không? Vậy cái giữa không thể dấu cộng được, bạn A bỏ đúng không? Đáp án B thì sai, đáp án B thì sai. Công thức của mình phải là fx bình phương trừ đi dx bình phương trong trị đối nhá. Đó, nó thiếu, thứ nhất là thiếu bình và thứ hai là thiếu trị đối. Đáp án D cũng sai. Đáp án D là fx trừ dx tất cả bình, không phải. Nó phải là fx bình trừ đi dx bình. Đó, không phải fx trừ dx tất cả bình. Đó, thì có mỗi đáp án C là chính xác thôi. Rồi, câu số 14. Câu số 14, công thức tính diện tích S hình phẳng bị giới hạn bởi Fx trục hoành chính là y bằng 0 đúng không? Trục hoành ở đây chính là y bằng 0.
Thì công thức tính diện tích nhá, công thức tính diện tích thì lại không có pi nhá. Thể tích thì mới có pi, diện tích thì không có pi. Tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối mx thôi nhá. Mx trừ đi gx đúng không? Rồi nhưng mà ở đây thì bài cho mx rồi này, gx thì là trục hoành thì là y bằng 0 đúng không? Vậy gx chính là bằng 0. Vậy thì trừ đi 0 thì coi như không trừ đi gì này. Vậy thì nó sẽ còn lại là tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối mx dx. Không có dữ kiện gì để giúp mình phá trị đồ nhá. Mình không biết fx dương hay fx âm. Mình không biết fx dương hay fx âm, vậy thì mình cứ để nguyên trị đồ với tờ chính xác. Câu này là đáp án A, 14A. Tiếp tục câu số 15. Rồi, chuyển sang câu 15 nào. Mình đã nốt câu này là xong được nửa chặng đường này. Câu số 15 đề bài cho f lớn x là một nguyên hàm của fx. Fx là sin đúng không? Và f lớn x là cái gì đó? F lớn x thì là nguyên hàm của sin x thì bằng là cos x. Nguyên hàm của sin mình được trừ cos nhé, cẩn thận nhé, nguyên hàm của sin mình được trừ cos x cộng c đúng không? Và đề bài bảo là đi qua điểm M01, à, cái nguyên hàm cái f lớn x nhá, cái f lớn x này đi qua điểm M01 thì đi qua một điểm thì có nghĩa là thay tọa độ đấy vào và phương trình nó phải đúng đúng không? Thay x bằng 1, à, thay x bằng 0 thì fx f lớn x phải bằng 1. À, thì f lớn x phải bằng 1. Vậy từ đây mình sẽ từ đây mình giúp mình tìm được c không? Từ đây giúp mình tìm được c đúng không? F lớn x chính là bằng 1 nhá. Đó, x của mình bằng 0, vậy nó là trừ đi cos 0 cộng 1. Cos 0 thì bằng 1. Cos 0 bằng 1, bạn nào không nhớ thì gọi bằng máy tính. 1 bằng trừ 1 cộng c. Vậy từ đây mình có được c bằng 2. Đó, c bằng 2, vậy từ đây mình có được f lớn của f lớn x thì bây giờ bằng trừ cos x. Thay c bằng 2 vào nhá thì cộng 2 đúng không? À, đề bài sẽ cho mình một dữ kiện nữa để giúp mình tìm C đó. Đây là một dạng bài tập quen thuộc. Sau đó đề bài nó yêu cầu mình tìm F lớn pi trên 2, F lớn của pi trên 2. Thì bạn thay x bằng pi trên 2 nhá, trừ cos của pi trên 2 cộng với cả 2. Cos của pi trên 2 mình được 0, không nhớ bằng máy tính nhá. Cos pi trên 2 mình được 0, 0 cộng 2 là 2. Vậy đáp án chính xác câu này là đáp án A, câu 15 là A. Câu này còn có một cách làm nữa. Câu này còn có một cách làm nữa. Cách làm nữa của mình là như sau này. Cách làm nữa là như này. Cách thứ hai nhá. Cách thứ hai một cách thầy nghĩ là nhanh hơn đấy. Cách thứ hai nhanh hơn. Cách thứ hai mình sẽ làm như sau. Cách thứ hai mình bấm máy tính. Nhưng mà bấm như nào đúng không? Bấm như nào? Thì bây giờ mọi người nhớ lại này, ở đây mình có được f lớn với cả fx. F lớn với fx đúng không? Thì có phải là nguyên hàm của fx thì mình được là f lớn x không? Nguyên hàm của fx thì mình được f lớn x đúng không? Mình rất quen thuộc mình hay dùng đấy. Đây là tích phân. À từ 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 khoan khoan. Bình thường nó chỉ là nguyên hàm như này thôi, là cộng c đúng không? Cộng c. Đó, nhưng mà thầy sẽ đưa bài tập này về bài tích phân nhé. Thầy sẽ đưa cái bài này về bài tích phân. Đó, đưa kiểu gì? Thì bây giờ tích phân thêm cận vào xong đúng không? Thì thêm cận là cận nào? Bây giờ thêm cận nào bây giờ? Đó sẽ tự nhiên sao tự nhiên lại thêm cận vào để làm gì thì mọi người sẽ để ý nhá, tại sao lại thêm cận này. Ở đây đầu tiên đó là mình có được đây là f lớn của pi trên 2. F lớn của pi trên 2 thì một trong hai cận của mình sẽ là pi trên 2 rồi. Một trong hai cận của mình sẽ là pi trên 2. Tiếp theo để bài cho điểm M là 0,1, ở đây mình hiểu là cái gì? Thì có phải là thầy gọi y bằng f lớn x đúng không? Và vừa nữa mình làm động tác là đi qua đấy, đi qua điểm M01. Thì các bạn lắp x bằng 0 y bằng 1 đúng không? Lắp x bằng 0 thì f lớn x bằng 1 à, thì f lớn x bằng 1 đúng không? Thì ở đây mình cho cái dữ kiện này thì có phải là mình có được thay x bằng 0 ở đây thì mình có được f lớn 0 bằng 1 không? F lớn 0 bằng 1 đúng không? Đó thì cái dữ kiện đi qua điểm M01 thì mình hiểu nó là f lớn 0 bằng 1. Đó, thay x bằng 0 vào mà thì f lớn phải bằng 1. Mình làm giống như cái phần thầy vừa chữa thôi. Đó nhưng ở đây mình sẽ ghi là f lớn 0 bằng 1. Rồi. Và bây giờ thì thầy sẽ thêm hai cận này là cận 0 và cận pi trên 2. Cận 0 và cận pi trên 2 vào đây. Thì có phải là bài từ bài nguyên hàm trở thành bài tích phân thì mình bỏ đi C là 1 này. Bỏ đi C là 1. Và sau đó thì mình lắp cận vào đúng không? Cận ở đây mình lắp là 0 và pi trên 2 vào đúng không? Và ở đây mình sẽ được kết quả của mình là bằng f lớn của pi trên 2 trừ đi f lớn 0 đúng không? Cận trên trừ cận dưới không? Rồi. Mà tại sao lại nghĩ đến việc này? Tại sao lại nghĩ đến việc tính tích phân để làm gì? Bởi vì cả cái tích phân này này, cả cái tích phân này mình bấm máy tính được.
mình bấm máy tính được tích phân này đúng không? Fx bằng sinx rồi đúng không? Fx thay bằng sinx thôi. Vậy thì đây nhớ chuyển sang triệu Ryan nhá. Sinx 1 22 này. Xong mình bấm tích phân này thôi, tích phân từ 0 à tích phân của sinx, Fx chính là sinx nhá. Cận của mình là từ 0 đến pi trên 2. 1. Đó, vậy cái vế này bằng 1. Cái tích phân này bằng 1. F lớn 0 cũng cho bằng 1 nhá. F lớn 0 thì bài cũng cho là bằng 1. Vậy cả cái này này, cả cái này thành bằng 1. Chuyển trừ 1 sang phía bên này, vậy thì từ đây mình sao đã suy ra được F lớn của pi trên 2 bằng 2 không? Đó. Thì mọi người có thể biết thêm cách này. Cách đầu tiên thì tự nhiên hơn. Cách đầu tiên là cách tự nhiên hơn đúng không? Mình cứ tìm F lớn x ra. Sau đó thì cho mình một dữ kiện để giúp mình tìm C. Đó thì mình tìm được C xong rồi mình tính F lớn của pi trên 2. Còn cách thứ hai thì sẽ gọi là tinh tế hơn, cách này gọi là cách tinh tế hơn, nhanh hơn đấy, nó sẽ nhanh hơn vì mình có thể bật máy tính được đúng không? Máy tính có thể hỗ trợ việc cho việc mà mình tính cái tích phân kia ra. Đó, thì mọi người nên hiểu cả hai cách nhé. Là những cái bài ở trong đề để minh họa hoặc là để trong những cái đề thi thật của năm từ năm ngoái đến giờ nhé, thì mình dùng cái kỹ thuật này khá là nhiều. Đó, cái kỹ thuật mà chuyển từ một cái bài nguyên hàm về bài tích phân. Đó, thì mọi người phải hiểu cái động tác này này, cái động tác này. Đầu tiên nó là nguyên hàm của fx thì là f lớn x. Đó, cận của mình từ a đến b đúng không? Cận của mình từ a đến b, a ở đây là 0 đấy, b là pi trên 2 ấy. Thì nó chính là f lớn pi trên 2 trừ đi f lớn 0. Cái động tác này mọi người nên quen thuộc nhé. Mình dùng cho bài tập khó khá là nhiều đấy. Rồi, vậy câu này xong. Câu 15 xong. Tiếp theo câu 16. Câu 16 tính diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi hai đường này. Nếu chỉ có hai đường thôi đúng không? Thì ở đây nó thiếu mất đường cái đường x bằng a với đường b theo công thức của mình. Thì các bạn phải đi tìm nó bằng cách xét giao điểm. Vậy thì ở đây mình xét giao điểm luôn nhé. Cho hai cái bằng nhau thôi. X bình trừ x cộng 3 này bằng 2x cộng 1. Vậy tương đương với x bình trừ đi 3x cộng với 2 bằng 0. Ở đây mình nhẩm cho thầy luôn được hai nghiệm x bằng 1, x bằng 2 đấy. Vậy thì đây chính là AB của mình đúng không? Và ở đây mình có được diện tích thì bằng tích phân từ 1 tới 2 nhá của trị tuyệt đối fx trừ đi gx. Đó, fx trừ đi gx thì thật ra mình đã có đây là fx đúng không? Gx đây đúng không? Thì chuyển gx cái sang fx trừ gx thì chính là cái dòng này này. Đó, fx trừ gx chính là dòng này mình tận dụng luôn nhá. Đó, trị tuyệt đối của fx trừ đi gx mà, x bình trừ đi 3x cộng 2. Đấy. Rồi, ở đây thì mình thật ra mình có thể phá trị có thể phá được trị đối ra được, mình xét dấu của nó. Mà tuy nhiên thì câu này mình bấm thẳng máy tính luôn. Mình không cần phải phá đúng không? Câu này không cần phải phá. Đáp án của mình nó không nó chỉ là ra làm con số thôi, thế nên là câu này bấm luôn máy tính trị tuyệt đối, bấm là shift mở ngoặc đơn nhé, ra chữ ABS nhé, máy 570 thì bấm là nút shift hit, cái chữ hit thì nó trên cái nút ngoặc đơn này đấy, đối với máy 570. Rồi x bình này trừ đi 3x cộng 2, cận của mình là từ 1 tới 2 1/6 đáp án A. Ok, 16A. Rồi, chuẩn. Rồi, nhanh hơn một chút nha. 17. 17 tìm M. Rồi, ok. Tính nguyên hàm bình thường thôi. Tính nguyên hàm như bình thường. Nguyên hàm của 2x mình được là x bình. Nguyên hàm của 5 mình được 5x. Sau đó thay cận vào đúng không? Cận của mình là từ 0 đến M. Thay M vào trước thì nó bằng là M bình cộng với 5m. Thay không vào thì coi như không trừ, không thay gì đâu, thay không vào thì mất hết sạch đúng không, bằng không hết đúng không? Vậy thì đây cái này bằng 6 thì bài cho cái tích phân này bằng 6. Vậy từ đây mình có được là m bình cộng 5m trừ 6 bằng 0. Vậy từ đây mình có được hai nghiệm, một nghiệm bằng 1 và một nghiệm bằng trừ 6. Vậy thì m bằng 1 hoặc là m bằng trừ 6 đáp án C nhá, 17C đúng không? 18. 18. 18 đây. Câu này thì một cái câu nguyên hàm của hàm số lượng giác, nguyên hàm của hàm số lượng giác. Dạy cho mọi người rồi, sợ mọi người quên thôi. Nào, câu này làm thế nào, xử lý như nào đây? Câu này là đây là đây mọi người nhìn vào cái biểu thức đề bài cho. Đây đúng không? Đề bài cho một cái lượng giác mà có dạng mũ chẵn. Có thể xem lại video nhá. Bạn nào chưa làm được câu 18 này, xin các bạn trợ giảng lại video xin các anh trợ giảng lại video nguyên hàm hàm số lượng giác để có thể xem lại chi tiết hơn nhé.
Đó, để có thể xem lại chi tiết hơn thì đây là dạng lượng rác mà có mũ chẵn. Có mũ chẵn thì làm sao? Mình dùng công thức hạ bậc nhé. Mũ chẵn thì mình dùng công thức hạ bậc. Mình có hai công thức, đó là cốt bình, công thức hạ bậc của cốt và công thức hạ bậc của xi. Cốt bình x thì bằng 1 cộng cốt 2x chia 2, và xi bình x thì bằng là 1 trừ cốt 2x, tất cả đều là cốt 2x chia 2. Thì nhớ công thức này thì nhớ những cái gì này. Thì đầu tiên, tại sao gọi là hạ bậc? Thì mọi người sẽ nhìn thấy nó đang là bậc 2 này. Đó, thì vế này nó thành bậc 1 thôi đúng không? Bậc 1 này. Đó, hạ bậc đấy, từ bậc 2 chuyển bậc 1. Đó, hạ bậc thì nhân đôi góc nhá. Ban đầu là góc x đúng không? Về sau là 2x này. Đó, ban đầu là x này, về sau là 2x này. Rồi, nhưng mà tuy nhiên câu này là câu sin bình của 2x. À, vậy thì sin bình. Vậy thì mình có được sin bình. Mình có được sin bình của 2x, mình dùng công thức dưới này đúng không? Thì mọi người nhìn thấy x này thì đây là 2x. Vậy thì nếu mà sin bình của 2x thì nó phải là 1 trừ đi cốt nhân đôi nhá. Cốt 4x chia 2 không? Bạn hiểu không nhỉ? Đó, nếu mà nó là sin bình 3x thì nó là 1 trừ cốt 6x chia 2. Nếu nó là sin bình của 4x thì nó là 1 trừ cốt 8x chia 2. Đó, hạ bậc thì nhân đôi góc. Góc của ban đầu là 2x đúng không? Về sau là 4x. Rồi, đây rồi thì mình tách ra thành hai phân số thôi. 1/2 đúng không? Trừ đi 1/2 cốt 4x. Nguyên hàm của 1/2 thì mình được 1/2x trừ 1/2 để nguyên này. Nào, cốt 4x đến buổi hôm nay rồi thì mọi người có làm được cái hàm hợp cơ bản này không? Cốt 4x thì ra được cái gì nào? Các bạn nhìn hệ số của x là 4 đúng không? Nhân thêm 1/4 luôn nhá. Hệ số x là 4 đúng không? Nhân thêm 1/4 vào, đây là thành 1/8 này. Nguyên hàm của cốt mình được sin. Vậy thì đây là sin 4x cộng c. Rồi, vậy đáp án của mình là 1/2 trừ 1/8 sin 4x cộng c. Vậy là chính xác của mình là đáp án A, 18A. Rồi, tiếp theo, câu số 19, những cái câu này là những câu bắt đầu là những câu phức tạp rồi đây đúng không? Câu 19. Rồi, câu 19. Câu này làm thế nào? Câu này thì cách đầu tiên đó là mọi người có thể nguyên hàm bình thường, có thể nguyên hàm bình thường ra được f lớn x, ra được f lớn x bằng cái gì đó đúng không? Ở đây cụ thể nó bằng là nguyên hàm của 4x mũ 3 mình được x mũ 4 này trừ 1/x này, nguyên hàm của 3 mình được 3/2x bình. Đó, sau đó thì các bạn tính f lớn 1 ra, thay x bằng 1 và thay x bằng 2 và cộng với cả c nữa đúng không? Đó, thì cái phương trình này sẽ giúp mình tìm c. Đó, f1 lắp vào thôi, f1 nó lắp x bằng 1 vào đây này. Đó, thì nó được cái số gì đó cộng c đấy. F2 cũng thế đúng không? Lắp 2x, lắp x bằng 2 vào thì mình được f lớn 2 bằng bao nhiêu đấy, cộng c đấy. Và mình lắp vào mình được một phương trình chỉ có c thôi. Đó, sau đó thì mình tìm được c. Tìm được c thì coi như mình có được f lớn x hoàn chỉnh. Và sau đó mình tính f lớn 2. Đấy là cách bình thường. Thì nhắc lại cách bình thường nhá. Cách bình thường của mình này là đây, mình tính nguyên hàm ra. Nguyên hàm f lớn thì bằng nguyên hàm của fx đúng không? Thì bằng nguyên hàm của cái này này. Nguyên hàm của 4x mũ 3 thì mình được x mũ 4 nhá. 4 để nguyên đúng không? X mũ 3 là 1/4 đấy. 1/4 nhân 4 đi hết. Nguyên hàm của trừ 1 trên x bình, cái này dùng nhiều nhá. Các bạn còn nhớ nguyên hàm của 1 trên x bình không? Thế cái này có trong bảng tính nguyên hàm cơ bản nhá, bằng -1/x. Đó, nhưng mà đằng trước nó trừ sẵn rồi thành là +1/x. Nguyên hàm của 3x mũ 1 đúng không? Thì bằng 3/2x mũ 2 cộng với cả c. Đó, và sau đó thì các bạn ở đây các bạn nhìn thấy biểu thức để bài cho là có f1, f lớn 1 và f lớn 2 đúng không? Vậy từ đây mình có được f lớn 1 này thì bằng lắp 1 vào đây thôi. 1 cộng 1 là 2 này, 2 cộng 3/2. 2 cộng 3/2 nó được là 5/2 cộng c. Đó, tính f lớn 2 ra, thay x bằng 2 vào thôi. 2 bình 16 này. Cộng 1/2 cộng 3/2 nhân với cả 4 cộng c đúng không? Đó, sau đó mọi người lắp hết cái f1 và f2 vào đây.
là mình chỉ có một phương trình có ẩn C không, là mình tìm được C. Tìm được C xong thì coi như là cái hàm số, ví dụ như C bằng 4 chẳng hạn, thì cái hàm số f lớn x này của mình sẽ là, đây là cộng 4 đúng không? Nếu mà C bằng 4, nếu ví dụ đó, C bằng 4. Đó thì cái f lớn x của mình có một hàm số hoàn chỉnh rồi, tìm được cả C rồi chẳng hạn. Fx của mình không có gì ẩn nữa. Xong mình tính f2 đúng không? Thì mình lắp x bằng 2 vào thôi, mình tính. À, không thì mình lắp x à, lắp lắp à, lắp lắp vào đây luôn đúng không? Lắp vào cái dòng f2 này luôn đúng không? Cho nó nhanh. À, giải luôn nhá, giải luôn cách này nhá. Rồi sau tôi hướng dẫn một cách khác, nó tinh tế hơn một tí. Rồi giải. Đây là cách mà gọi là cách tự nhiên nhất, ai cũng sẽ nghĩ được cách này. Đây đúng không? À, kiểm tra lại một lần nữa nào. F1 1 vào đây, 1 cộng 1 là 2 này, 2 cộng 3 phần 2. 2 cộng 2 cộng 3 thì nhầm nhá. 2 cộng 3 phần 2 là 7 phần 2. 7 phần 2. F2 là 2 mũ 2, 2 mũ 4 là 16 này, cộng 1 phần 2, cộng 3 phần 2 nhân 4 rồi. 1 phần 16 này, cộng 1 phần 2. Cộng với cả 3 phần 2 nhân 4 là 6. Vậy nó bằng 45 phần 2. Cộng C. Rồi sau đó mình lắp hết vào đây thôi. 5 lần F1 đúng không? Mình có 5 lần F1. 5 lần F1 thì chính là 5 nhân F1 đây. 7 phần 2 cộng C. Cộng với F2 của mình sẽ là 45 phần 2 cộng C bằng 43. Vậy từ đây mọi người tìm được C luôn. 5C này cộng với C là 6C đúng không? 6C sẽ bằng là 43 này, trừ đi, chuyển hết số sang bên kia nhá. Trừ đi 35 phần 2 là 1 này. Trừ đi 45 phần 2 nữa bằng 3, vậy C là 1 phần 2. Vậy C là 1 phần 2. Để bài yêu cầu mình tính F lớn 2. Đó, thì ở đây mọi người nhìn thấy có dòng F lớn 2 rồi đúng không? Lắp C là 1 phần 2 vào đây thôi. Lắp cái C ở đây bằng 1 phần 2. Vậy từ đây mình có được F lớn 2 thì sẽ bằng, lắp C 1 phần 2 vào mình được là 16 này. Cộng với, à đây, lắp vào dòng dưới đây tiện hơn đúng không? Lắp C dòng dưới đây tiện hơn. 45 phần 2 mà cộng với 1 phần 2. 46 phần 2 đúng không? 46 phần 2 mình được là 23. 23. Vậy thì đáp án chính xác là phần A. Đó, đây là cách đầu tiên. Cách tự nhiên nhất. Ai cũng nghĩ là cách này. Đó, đầu tiên mình nguyên hàm. Xong rồi cho một cái dữ kiện để giúp mình tìm C đúng không? Tìm trong C thì coi như mình có được cái nguyên hàm hoàn chỉnh. Cái nguyên hàm của mình, cái C mình đã tìm được nốt rồi. Có được nguyên hàm hoàn chỉnh. Sau tính F3, F4, F5, F6 thì đó thì tính thoải mái. Rồi, ok nhá. Thì đấy là câu số 19. Cách đầu tiên, cách này thì cũng được, được, không quá tệ đối với bài này, không quá dài. Rồi nhưng mà sau đây dạy các bạn cách nó tinh tế hơn này. Nào ở đây nhá, ở đây nào vẫn cái tư duy giống như là câu mấy nhá, giống như câu 15, cái câu mà phải thay cận đấy. Câu mà ở đây đúng không? Đây các bạn nhìn ôn lại câu 15 không? Đề bài nó cho dữ kiện là f lớn pi trên 2 này và f lớn 0 này. Đó, thì bây giờ thầy tính tích phân từ 0 đến pi trên 2. Đó, và tích phân từ 0 đến pi trên 2 thì nó được là f lớn nguyên hàm của fx được f lớn x này. Xong mình lắp cận vào đúng không? Thì mình được là f lớn của pi trên 2 rồi trừ đi f lớn 0. Đó thì cái tư duy của cái câu này các bạn nhìn thấy nó xuất hiện rất là nhiều trong cái đề thi học gần đây. Đó, cái kiểu mà đổi từ cái bài nguyên hàm này về cái bài tích phân nhá. Cái tư duy mà đổi từ bài nguyên hàm về bài tích phân nó xuất hiện rất là nhiều trong cái đề thi học những cái năm gần đây đấy, nhất là năm ngoái. Năm nay đề minh họa cũng thấy có nhá, năm nay đề minh họa cũng thấy có đấy. Rồi thì câu này thì xử lý như nào? Câu này ở đây các bạn nhìn thấy nó có một cái dữ kiện liên quan tới F lớn 1 và F lớn 2 đúng không? Thì thầy sẽ nghĩ đến việc là mình sẽ tính tích phân từ 1 tới 2 của Fx, của cái biểu thức này, của cái Fx này. Đó. Tại sao lại như thế? À, nó được cái gì nhỉ? Nó được cái gì và nhìn vào đấy thì mình sẽ xử lý nó như nào tiếp nhá. Thì có phải là nguyên hàm của Fx thì mình được F lớn x đúng không? Và sau đó thì đề bài tích phân thì mình không ghi cộng C nữa, mình thay cận vào.
1 đến 2 đúng không? Vậy nó sẽ bằng f lớn 2 trừ đi f lớn 1 đâu. Đó, tích phân từ 1 đến 2 của fx thì nó bằng f lớn 2 trừ đi f lớn 1. Mà cả cái cụm này, cả cái này này, bấm nước máy tính, bấm nước máy. Đó, thì fx đề bài cho rồi mà, fx đề bài cho là đây 4x mũ 3 gì đó đúng không? Vậy thì đây mình bấm luôn tích phân của 4x mũ 3 trừ đi 1 chia cho x bình cộng với 3x. Đó, cận của mình là từ 1 đến 2. 19, ra được 19. Vậy từ đây mình sẽ có được là f lớn 2 trừ đi f lớn 1 bằng 19. Đúng chưa? Rồi, và cộng thêm cả cái phương trình này nữa. 5 lần f lớn 1 cộng với f lớn 2 bằng 43. Thì các bạn coi như đây là hệ phương trình hai ẩn đúng không? Ẩn hai ẩn ở đây chính là f lớn 1 và f lớn 2. Ngồi bấm máy tính giải hệ cái này. Đó, giải hệ cái này, bấm bởi vì đề bài yêu cầu mình tính f lớn 2 mà. Thì bây giờ mình giải hệ này ra là f tính f lớn 2 ngay đúng không? 9 này, giải hệ phương trình. Các chú ý nhá. Để mình quy ước để cái gì trước nhá? Để cái gì trước? F lớn 1 hay f lớn 2 trước này? Thì ở đây thầy để f lớn 2 trước đi. Thì cái dòng đầu tiên chuẩn rồi đúng không? Hệ số của f lớn 2 là 1 này. 1 này. Hệ số của f lớn 1 là trừ 1 đúng không? 19 này. Tiếp, cái dòng dưới thì mọi người chú ý mình phải nhập f lớn 2 trước đúng không? Mình phải nhập cái f lớn 2 này trước. Hệ số của nó là 1 nhá. 1 này. Hệ số của f lớn 1 là 5 đúng không? Mình nhập đúng thứ tự nhá. F lớn 2 trước đúng không? F2 trước rồi f lớn 1 sau. Đó, hai dòng nó phải giống nhau về thứ tự nhá. 43. Đấy, ở đây mình ra được f lớn 2. Mình để f lớn 2 trước mà. Vậy thì cái kết quả đầu tiên là f lớn 2 bằng 23. Đó, f lớn 1 thì bằng 4. Đó, nếu mà ở đây bài hỏi f lớn 2 đúng không? Thì bằng 23. Vậy kết quả vẫn là A thôi. Đó. Tùy mọi người. Hai cách ở đây đối với bài tập đơn giản này thì hai cách của mình cũng xem xê. Thì cách này nhanh hơn một tí. Cách này sẽ nhanh hơn một chút. Đây là câu 19. Rồi. Đó, cái gì tinh tế nó cũng tốt hơn đúng không? Quan sát, các bạn cố gắng làm theo kiểu tinh tế này nhá. À, thêm nữa này, đó là đó, coi như mình nghỉ giải lao một chút đi. Mình nghỉ giải lao một tí, mình còn 10 câu cuối đúng không? Cố gắng này, mình còn 10 câu cuối nữa. Mọi người nghỉ giải lao một chút. À, có thể nếu mà có thể thì có thể đứng dậy nhá, có thể đứng dậy. Đứng lên ngồi xuống ấy, cái động tác đứng ngồi xuống dậy lại trên lớp ấy. Để đứng lên ngồi xuống 10 cái để mình sạc lại năng lượng, uống cốc nước nhá, nghỉ ngơi một chút. Rồi, tiếp tục này. Sau đó thì tiếp tục. À, nói về chuyện tinh tế nhá. Nói về chuyện tinh tế thì thầy thấy được là một số bạn thầy thấy được là qua cái hành, các bạn còn nhớ tuần vừa rồi không? Tuần vừa rồi là mình có thay đổi cái buổi học, cái cấu trúc buổi học đi một chút đúng không? Đó là mình sẽ khởi động đầu giờ, mình sẽ có một cái động tác khởi động đầu giờ đó để sạc lại năng lượng đúng không? Chuyển cái trạng thái cơ thể của mình đang là ngồi, đang là mệt mỏi đúng không? Mình cần phải đứng dậy, mình hoạt động mạnh mẽ lên đó để mình có nhiều năng lượng hơn ở trong buổi học. Thì ở trong cái đấy thì thầy nhận ra được là đó là thật ra các bạn nam, các bạn không tinh tế lắm. Các bạn nam ở lớp mình, một số bạn thì chưa được tinh tế lắm, các bạn chưa được dạy thôi. Thì ở trong lớp của thầy thì thầy ngoài việc dạy kiến thức ra thì thật ra thì kiến thức về toán của bạn trong cuộc sống các bạn dùng không quá nhiều đúng không? Không ai đi mua rau mà mình bảo là cho em tích phân từ 1 đến 2 của 4x mũ 3 trừ đi 1 trên x bình kg rau cả đúng không? Không ai nói như vậy ở trong cuộc sống cả. Thì ngoài cái kiến thức ra thì trong cuộc sống mình còn phải học thêm rất là nhiều thứ. Mình học thêm rất là nhiều những kỹ năng khác đúng không? À, trong đó thì có một cái mà các bạn nam cần phải lưu ý nhé, để thầy dạy các bạn luôn. Đó là cái việc mà mình cần phải chủ động hơn. Mình cần phải chủ động hơn trong những cái tình huống khó khăn. Đó, ví dụ như là ở trong cái buổi học của mình, thầy có gọi các bạn có nhớ là có gọi một cái hàng đứng đầu tiên không? Để đứng lên ngồi xuống đúng không? Thì thầy có bảo là nếu mà không ai chủ động thì các bạn nam, các bạn hãy là người chủ động hơn. Đó, thì bây giờ mà
bạn phải nhớ nhá, mình là con trai, mình là đàn ông. Đó, thì trong cuộc sống bất kỳ khi mà gặp phải bất kỳ những cái khó khăn gì, hoạn nạn gì thì mình luôn luôn mình phải là người bảo vệ người phụ nữ. Mình sẽ phải luôn luôn là người bảo vệ người phụ nữ. Đó, đấy là cái điểm, đấy là một cái điểm mà các bạn thầy nghĩ rằng là mình cần phải học, mình cần phải học. Đó. Và phải để ý trong cuộc sống nữa, mình phải áp dụng nó trong cuộc sống nữa luôn. Thầy nghĩ là một người đàn ông cần phải làm như vậy, một người đàn ông, một con trai cần phải làm như vậy. Ngoài ra thêm đúng không, có thể thêm được là bạn có thể ghi thêm điểm ở với cả các bạn nữ nữa đúng không các bạn. Ví dụ các bạn bảo là thôi để mình lên hộ cho cái thì chắc chắn là có một cái điểm cộng ngay dành cho bạn rồi. Đó, về sau có thể mượn tài liệu các thứ đúng không, thì rất là các bạn nữ ấy sẵn sàng cho mọi người thôi. Hoặc là có thể đi sâu hơn nữa đúng không, vì thôi vấn đề chuyện tình cảm thì sẽ không nói quá nhiều nhá. Nhưng mà ý thầy muốn nói ở đây đó là các bạn nam thì những lần sau thì thầy hy vọng là khi mà gặp phải những cái tình huống khó khăn thì mọi người hãy là người chủ động hơn. Đó, và mình sẽ áp dụng vào trong cuộc sống của mình từ những cái việc nhỏ thôi. Ví dụ như là cái việc mà mọi người đi vào lớp chẳng hạn đúng không, cái việc mà mở cửa chẳng hạn, thì thầy thấy là các bạn nhìn thấy nhá, thầy bao giờ cũng sẽ để ý rằng đằng sau khi mà thầy đi vào lớp, để ý rằng đằng sau mình có ai không. Nếu mà sau mình có người thì khi mà đi vào trước thì hãy giữ cửa cho người ta để người ta vào. Đó, đặc biệt là đối với cả phụ nữ, đối với cả con gái đấy, đối với cả phái nữ nói chung. Đó, hãy chủ động, hãy giúp họ làm những cái công việc mà gặp khó khăn trong cuộc sống nhá. Đó, mở cửa này hay là việc ghi chép hay là mượn đồ các thứ thì mình hãy là người chủ động hơn. Đó, hay là việc khi gặp khó khăn đúng không, khi thầy bảo là ai sẵn sàng đứng ở trên cái hàng đầu này. Đó, vì mọi người hay trốn tránh, hay đùn đẩy trách nhiệm cho nhau lắm. Đừng như thế nhá, hãy chủ động đứng lên. Hãy là mình chủ động, hãy là người chủ động làm việc đấy hơn. Rồi, ok, một cái bài học nhỏ cho cái buổi tổng ôn này. Cố gắng thì để cho cái buổi tổng ôn này nó thú vị hơn thì thầy cũng sẽ, ngoài cái việc mà dạy các bạn việc nhiệm vụ chính của mình vẫn là tập trung vào bài này rồi, nhưng ngoài ra thì thầy sẽ thêm một số những cái bài học nhỏ hơn ở trong cái video này cho mọi người nhé. Ok, thầy sẽ câu số 19 xong, và thầy hy vọng là sang tuần sau khi mà thầy bảo là có xếp đặt hàng để mình đứng lên ngồi xuống thì các bạn nam hãy là bạn chủ động hơn sau này. Rồi, ok, chuyển sang câu số 20. Mình đã làm xong câu số 19 rồi. 19 là bạn A đúng không? Câu số 20. Câu này là một câu tích phân hữu tỷ đấy. Hữu tỷ đúng không? Câu này thì mình sẽ xử lý như sau này. Câu này thì mình sẽ cắt ra nhá, thì hướng dẫn lại mọi người cách làm ra bài tập hữu tỷ. Dạng hữu tỷ cũng là dạng xuất hiện tương đối nhiều ở những cái năm trước, nhưng mà mấy năm gần đây, 2 năm đổ lại đây thì lại không thấy xuất hiện về cái tích phân hữu tỷ này nhiều. Câu này không biết có phải trong đề minh họa không ta? Câu này hình như là trong đề minh họa năm nay thì phải. Đó, phải đề minh họa năm nay mà có tích phân hữu tỷ là mọi người phải ôn tích phân hữu tỷ này nó vững một chút đấy. Nào, câu này thì xử lý như sau. Câu này thì mình sẽ đi xử lý như sau. Ok, thì có phải các bạn nhìn thấy mẫu là x cộng 1 nhân 2 cộng 1 đúng không? Vậy thì cách làm ở dạng hữu tỷ này. Đó, khi mà mẫu có hai nghiệm đúng không? Mình tách ra mẫu có hai phân số, tách thành hai phân số riêng biệt nhá. Một phân số có mẫu là x cộng 1 và một phân số có mẫu là 2 cộng 1. Đó, có tử số là AB đúng không? Có tử số là AB. Đó, như này. Và bây giờ mình sẽ tìm AB. Mình lấy nháp ra để tìm AB. Tìm kiểu gì? Các bạn quy đồng thôi. Quy đồng thì khi mà mình quy đồng thì nó phải ra được đúng cái ban đầu. Cái ban đầu của mình là trên tử là x nhá. Cái ban đầu ở đây là có dx rồi này. Dx thì cái dx giống nhau rồi. Ở trên tử mình được x, ở dưới mẫu là x cộng 1 nhân 2 cộng 1. Thì mỗi khi mà quy đồng các bạn nhìn thấy mẫu số của mình sẽ là x cộng 1 nhân 2 cộng 1 rồi đúng không? Vậy cái mẫu số không cần quan tâm. Quan tâm đến tử số thôi. Tử số khi quy đồng lên này thì có phải là cái này thiếu 2 cộng 1 đúng không? Vậy thì mình được a nhân 2 cộng 1 cộng với b nhân với cả x cộng 1. Đó, và ở đây mình rút gọn đi. Nhân bung ra nhá. Ở đây được là 2ax này cộng bx này, rút x ra ngoài. Bên trong mình có được 2a cộng b cộng với a cộng với cả b. Rồi, thì cái vế, cái tử số bên cái dòng dưới này thì nó phải giống với tử số bên dòng trên, nó bằng x. Đó, hai vế phải giống nhau mà. Đây là giống bằng, hai vế phải giống nhau. Thì sau đó mọi người cân bằng hệ số thôi. Các bạn nhìn thấy hệ số của x bên vế này là 2a cộng b. Thì phải bằng hệ số x bên vế này đúng không? Là 1.
là 1. Sau đó thì mình có A cộng B. A cộng B là số tự do đúng không? Vế này không có hệ số tự do thì có bằng 0 đâu. Đến đây mình có được bằng 0, vậy từ đây mình phải tìm A và tìm B. Thì ở đây mình có A bằng và B bằng 9. A bằng 1, B bằng trừ 1. A bằng 1, B bằng trừ 1. Rồi, vậy thì cái này nó sẽ thành là 1 chia x cộng 1 trừ 1 chia cho 2x cộng 1 đó. Đây đúng không? Tích phân từ 1 đến 2. À, câu này mình phải làm bằng tay rồi, bởi vì đáp án nó đề bài cho dạng này đúng không? Dạng này khó bấm máy tính á. Dạng này dạng gần như dạng chống Casio đấy đúng không? Dạng này mình không bấm máy tính được. Nếu mà đề bài nó bảo kết quả bằng bao nhiêu cơ? Cả cái biểu thức này đúng không? Bằng bao nhiêu thì mình có thể bấm máy tính ra luôn. Bấm máy tính nó ra là số xấu thôi. Không biến đổi mình ra được là len 2 bao nhiêu len 2 có bao nhiêu len 3 đâu. Thành ra như vậy. Rồi, câu này mình phải tính trên tay đúng không? Nguyên hàm cái này thì bằng len trị đối với x cộng 1. Nguyên hàm cái này nè, mọi người, nguyên hàm của 1 trên 2 cộng 1 là bằng gì nhỉ? Bằng các bạn nhìn hệ số của x là 2 đúng không? Nhân thêm 1/2 luôn nhá. Len trị đối của 2x cộng 1. Đó. Thay cận vào đúng không? 1 trên 2. Và đây mình sẽ được này, thay 2 vào trước nhá. Mình được là len 2 cộng 1 là len 3. Trừ đi 1/2 len 2 len 4 cộng 1 là len 5. Trừ đi thay 1 vào đúng không? Len 2 cộng đi nhá. Đây là trừ đúng không? Thành cộng 1/2 len 3. Vậy từ đây mình có được là trừ len 2. 1/1 cộng 1/2 là cộng 3/2 len 3. Và trừ 1/2 len 5. Vậy hệ số ABC ở đây, A cộng B cộng C đúng không? A lại số của len 2, B lại số của len 3, C lại số của len 5. Vậy thì A ở đây là bằng trừ 1, B là bằng 3/2. Đó, B là bằng 3/2 và C bằng trừ 1/2 đúng không? Vậy ở đây kết quả mình là 3/2 trừ 1/2 mình được 1. 1 trừ 1 bằng 0. Kết quả là bằng 0 nhé. Tổng A cộng B cộng C bằng 0. Đáp án câu này là bằng B. Đúng không? 20B. 20B. 21 nè. 21. Cố gắng nha. Cố gắng nè. 21. Một câu hàm ẩn. Một câu tích phân hàm ẩn. Nói thôi chứ đề này cũng nhiều câu nâng cao đấy. Nhiều câu nâng cao phết đấy. Thế nên là những cái bạn cơ bản, những bạn học cơ bản, lớp bình thường đấy, thì mục tiêu là làm được 25 câu nhá. Mục tiêu là phải làm được 25 câu. Đó, các bạn làm được 25 câu thì mới đạt được yêu cầu. Đó, bạn nào chưa làm được 25 câu thì mình còn 3 tháng nữa để các bạn luyện tập được. Đó, thật ra không nhiều này đâu. Khoảng độ 2 tháng rưỡi nữa để các bạn luyện tập. Còn những bạn nào mà học được nâng cao thì cố gắng mục tiêu mình chỉ được 30 câu luôn. Rồi, câu 21 này. Câu 21 là một câu hàm ẩn. Thầy sẽ chuyển câu 21 lên đây. Rồi, câu 21 nhé. Đề bài cho gì này? Đề bài cho F2 bằng 16. Rồi. Đề bài cho F của 2X. Nhìn thấy cái này thôi là thấy vấn đề rồi. Vì thầy đã dạy các bạn rồi. Là trong bài hàm ẩn. Ở trong bài hàm ẩn, mọi người, bạn nào chưa làm được câu này nhá, thì để mà hiểu rõ hơn, hiểu kỹ hơn thì có thể xin lại video về tích phân buổi 2 nhé. Xin video tích phân buổi 2, nó có cái bài tập tích phân hàm ẩn đấy. Thì câu này các bạn nhìn thấy này, đầu tiên là ở đây có f2x, nhìn lại thấy không đẹp rồi. Khi nào nó là fx thôi thì mình sẽ để nguyên, nhưng mà nó là f2x là phải chuyển ngay cho thầy nhá, là phải chuyển ngay câu này cho thầy. Đó, đặt cho thầy cả bên trong này bằng t đúng không? Vậy thì đầu tiên cái dữ kiện này là dữ kiện chưa đẹp rồi, mình phải làm nó đẹp hơn. Đó là các bạn đặt cho thầy t bằng 2x, đặt t bằng cả bên trong ngoặc nhé. Nếu bên trong ngoặc là x, nếu bên trong ngoặc nó là x thì mình sẽ giữ nguyên. Còn nếu bên trong ngoặc nó là cái gì đó x thì mình luôn đặt t bằng cái bên trong ngoặc. Đó, xong làm được các vi phân đúng không? Đạo hàm đấy, đạo hàm của t mình được 1, đưa dt. Đạo hàm của 2x mình được 2, đưa dx. Sau mình làm mức đổi cận. Cận ban đầu là x đúng không? X chạy từ 0 đến 2. Thì t của mình thay x bằng 0 ở đây thôi. 0 đến 4 đúng không? T mình chạy từ 0 đến 4. Đợi thầy một chút nhé, thầy kiểm tra lại đề. Ok. Rồi. Đúng không?
Vậy thì cái tích phân đề bài cho, vậy thì cái dự kiện này đề bài cho đúng không, nó sẽ trở thành tích phân từ 0 đến 4. Tích phân từ 0 đến 4 của FT. Dx thì làm sao? Dx thì bằng dx ở đây thì bằng dt chia 2 đúng không? Dt chia 2. Đó, bằng 2. Ở đây mình có thể rút 1/2 ra ngoài. Rút 1/2 ra ngoài. Thầy đang cảm giác như câu này đề nó có vấn đề đấy. Vậy nó bằng là tích phân từ 0 đến 4 của FT dt bằng 4 đúng không? Nhân 2 ở đây bằng 4. Rồi. Và đây sẽ là cái dữ kiện, đây sẽ là dữ kiện đẹp này. Đó, và mình có thể thêm một cái dòng nữa nhá. Thì mình có được tính chất là FT dt, tích phân từ A đến B của FT dt thì cũng như tích phân từ A đến B của Fx dx. Fx dx nhá. Thì bằng 4. Đó. Nhưng mà ở đây thì bài thầy cảm giác là mình đang làm hơi bị nhầm. Thì cận đây là từ 0 đến 2. Đề bài nó phải là cận từ 0 đến 4 nhá. Phải kiểm tra đề một lần nữa để đợi thầy. Đúng rồi. Câu này bị sai. Câu này bị sai, mọi người thấy đó. Mình thầy làm cái đoạn này thì cảm thấy là có vấn đề, có vấn đề rồi. Bởi vì khi mình đưa cái biểu thức này về dạng đẹp hơn đúng không? Đây là dạng đẹp hơn của nó đây, đây là dạng đẹp hơn của nó. Thì nó bằng tích phân từ 0 đến 4 thì đây nó phải là số 4, không phải là số 2. Đó. Rồi, thôi được rồi, đã sửa đề rồi nhá. Sửa đề rồi thì mình làm tiếp thôi. Câu này thì nếu mà đề như này thì không làm được. Nếu đề như này thì không làm được. Đấy, câu này các bạn sẽ được bỏ qua nhé, các bạn sẽ được bỏ qua trong đề kiểm tra. Thì thầy sẽ nốt lại, thì chúng ta sẽ chấm lại thêm là cho các bạn câu này. Rồi, và đề bài nó yêu cầu mình tính tích phân từ 0 đến 4 của x nhân f'x nhân dx đúng không? Đó, thì ở đây mình làm kiểu gì? Ở đây mình làm kiểu gì? Câu này đây. Thì ở đây mọi nhìn thấy đây là dạng từng phần đâu. Đây là dạng hai hàm số nhân với nhau đúng không? Đây là dạng từng phần. Vậy từng phần thì mình sẽ đặt hai thứ, đặt u với đặt dv đấy. Đặt u với đặt dv đúng không? Thì đây mình chọn cái gì là u và cái gì là dv ở đây giờ. Có hai lựa chọn đúng không? X với cả f'x. Đó, thì bây giờ mọi người phải nhìn vào dữ kiện để bài cho nhá, bài phân tích này. Để bài cho cái gì? Để bài cho mình f2. F2 nghĩa là cho fx ấy. Fx đúng không? X bằng 2 đấy. F2 chính là fx khi x bằng 2 thôi. Và để bài cho một cái tích phân của fx nữa đúng không? Ừ, vậy thì có nghĩa là những cái giả thiết để bài cho là cho fx. Đó, cho fx. Mà bây giờ mình đang có f'x. À, bây giờ mọi người nhớ lại cái sơ đồ thì cho nhá. Sơ đồ mình cho là f ln x này, fx này, f'x đúng không? Mình đang có f'. Mình có f'x từ đây này. Mà cái giả thiết đề bài cho, giả thiết đề bài cho fx đúng không? Đề bài cho fx. Đó, vậy thì mình muốn đi từ f' sang fx thì mình sẽ đi theo chiều nguyên hàm nó chiều ngược lại đúng không? Đó. Thì nhắc lại nhá. Mình đề bài cho là có f(x) đây, đề bài cho f(x). Mà mình muốn ra được f(x) để mình dùng được những cái giả thiết đề bài cho. Vậy thì mình phải đi theo chiều nguyên hàm đúng không? Phải đi theo chiều nguyên hàm. Mà nguyên hàm là chiều dòng dưới. Nguyên hàm là chiều dòng dưới, vậy thì ở đây mình sẽ đặt f(x). f(x) là dòng dưới nhá. Đó, u của mình là x như này. Đó, đây là cách chọn u và chọn dv, nhìn làm sao cho nó tận dụng hết giả thiết. Rồi dòng trên mình đạo hàm đúng không, du bằng dx này, dòng trên mình nguyên hàm hai về như này cho dễ hiểu này. Nguyên hàm dv mình được v nhá. Nguyên hàm của f'x như đã nói xong, nguyên hàm của f' chính là fx. Rồi, và sau đó thì mình có được công thức của tích phân này, tích phân từng phần này, u nhân v x nhân fx, thay cận vào nhá, cận từ 0 đến 4 rồi trừ đi tích phân từ 0 đến 4 của vdu cái nhân lên trên fx dx. Đó, sau đó mình lắp cái này, lắp cận vào, lắp 4 vào, 4 này nhân f4 trừ đi lắp 0 vào thì coi như mất hết sạch đúng không, vì lắp x bằng 0 vào đi cả cũng bằng 0 rồi. Đó, và trừ đi cái tích phân từ 0 đến 4 của fx dx. Rồi thì câu này nếu mà đề bài nó đúng thì đây, cái này đề bài cho cái tích phân từ 0 đến 4 của fx dx mình đã có ở đầu là 4 đúng không, và đây cái này là đề bài cho sai rồi, bởi vì nếu mà đúng thì đây phải cho f4 đúng không, f4 thì lắp vào đây này. Đó, còn câu này thì mình dừng ở đây thôi.
Câu này thì từ những cái giả thiết đề bài cho mình không xử lý được nữa vì câu này nó bị sai đề ngay từ đầu rồi. Câu này nó bị sai giả thiết ngay từ đầu rồi. Câu này mà muốn sửa thì phải sửa, một là sửa đây từ 0 đến 4. Một là sửa đây từ 0 đến 4 hoặc là sửa cái giả thiết từ đầu là từ 0 đến 1. Sửa cái cận từ cái này này là từ 0 đến 1. Đó thì khi mình chuyển về dạng đẹp hơn thì nó mới là từ 0 đến 2, nó mới giống như cái đề bài được. Câu này nó bị sai, sai đề bài. Mọi người chữa tạm đến đây thôi nhá. Mình biết cái ý tưởng làm câu hàm hợp này, à làm câu hàm ẩn. Đây dạng tích phân hàm ẩn. Ok, vậy thì đó là câu số 21. 22 nào. Câu này ra được cái gì? 20 ra được là B đúng không? 21 thì là chưa có đáp án nhá. 21 đề bài lỗi. Câu này lỗi. 22 mình đặt U bằng sin x. Rồi, đặt U bằng sin x là chuẩn bài đúng không? Nhìn thấy có đuôi là cos x dx này. Đó, thì mình đặt U là sin x. Rồi, sau đó mình làm bước là bước DU nhá. DU thì bằng đạo hàm thôi, đạo hàm của U mình được 1 đấy, đuôi DU. Đạo hàm của sin được cos. Cos x dx. Sau đó phải làm bước đổi cận nữa. Tích phân mà phải đổi cận x này. U này. X chạy từ 0 đến pi trên 2 đúng không? Đây, câu này thì nào ở chỗ này. X chạy từ 0 đến pi trên 2 thì U chạy từ đâu? Đây mình đặt U bằng sin x đúng không? Sin của 0, lắp x bằng 0 vào sin 0, sin 0 mình được 0 nhé. Sin pi trên 2 mình được 1. Vậy thì tóm lại thì cái tích phân này nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến 1. Sin bình thì mình đặt U là sin x, vậy thì sin bình thì có phải U bình không? Cos x dx thì các bạn thay bằng du nhé. Cos x thì các bạn thay bằng du, vậy nó bằng là 0 đến 1 của U bình nhân du bằng d. Câu số 22 là đây. Rồi, câu số 23. Câu 23 thì đây, câu 23. Rồi, câu 23 đây đúng không? Câu này thì đề bài cho tích phân từ 1 tới 3 đấy, 1 tới 3 của fx. Đấy bằng 14. Đề bài yêu cầu mình tính tích phân từ 0 đến 2 của f3 trừ 2x cộng với 2019. Đấy, như này đúng không? Đấy, câu này mình tách thành hai cái này. Tích phân từ 0 đến 2 của F3 trừ 2X này. Cộng với tích phân từ 0 đến 2 của 2019 DX này. Thì cái này mình tính được luôn nhá. Cái này bằng bao nhiêu nhỉ? Cái này mọi người nhầm ra nó bằng 2019 nhân 2. Không chắc thì bọn mình tính kiểm tra lại thôi. Đó. Đúng không? 4038. Rồi bây giờ mình tính cái này nữa là xong đúng không? Tính này thì tính kiểu gì này? Mọi người để ý này. Nếu mà bên trong ngoặc đúng không? Nếu bên trong fx này nó là x thì mình để nguyên. Nhưng mà nếu mà nó là cái khác x thì mình đặt nó bằng t không? Có nhớ động tác quen thuộc đấy không? Đặt cái bên trong ngoặc bằng t nhá. Đặt t bằng 3 trừ 2x. Rồi vi phân nào. Vi phân chính là đạo hàm thôi. Đạo hàm xong thêm cái đuôi là d ứng với ẩn của mày đấy. Đạo hàm của t mình được 1 đúng không? Đuôi là dt. Đạo của 3 hết là đạo cộng trừ 2x mình được trừ 2 đưa dx. Rồi xong đó thì mình sẽ rút dx ra. Dx thì phải bằng là dt chia âm 2 đúng không? Đó, tí nữa mình thay cái dx ở đây này. Mình thay cái dx ở đây bằng là dt chia âm 2. Rồi đổi cận nữa. Đây là bài tích phân mà. Phải có bước đổi cận. Đổi cận. Cận của mình là x và t đúng không? Cận của mình là từ 0 tới 2. Vậy thì ở đây sẽ thành là thay x bằng 0 ở đây. 3 trừ 0 là 3 này. 3 trừ 4 là 1 đúng không? Âm 1. 3 trừ 4 là âm 1. Vậy từ đây mình sẽ có được là cái tích phân này sẽ trở thành tích phân từ 0 thì chính là 3 này. Âm 1 này. Mình đặt cái bên trong là bằng T đúng không? Nó chính là FT. DX thì bằng là DT chia cho âm 2 cộng với 4038. Rồi, vậy đây mình sẽ rút trừ 1 phần 2 ra ngoài này. Và bên trong mình có được là 3 tới trừ 1 của FT DT cộng với cả 4038. Mà đề bài cho là tích phân từ trừ 1 tới 3 của FX DX thì FT DT thì bằng FX DX nhá. FT tích phân từ A đến B của FT DT bằng tích phân từ A đến B của FX DX, đã dạy các bạn ở trong cái buổi tích phân rồi đúng không?
Nhưng mà cận ở đây nó hơi đổi một chút này. Cận ở đây là từ trừ 1 đến 3. Đề bài cho là cận từ trừ 1 đến 3. Nhưng mà cận đây là từ 3 đến trừ 1. Phải đổi lại đúng không? Và có cái công thức đổi cận là tích phân từ A đến B thì bằng trừ tích phân từ B tới A thôi. Bằng trừ tích phân từ B tới A. Đúng không? Vậy thì ở đây này, thì nhìn thấy đó là có cái dấu trừ ở đằng trước này rồi này. Thì lấy cái dấu trừ này để đổi cận nhá. Lấy cái dấu trừ ở đây này để đổi cận. Vậy thì mình còn 1 phần 2 tích phân từ âm 1 tới 3. FXDX, FTDT chính là FXDX nhá. Đó, cộng với 4038. Và cái cụm này mình có thể thay bằng đề bài rồi. Đề bài cho đấy là 14. Vậy nó bằng là 1 phần 2 nhân với cả 14 cộng với 4038. 4038 cộng 7 đúng không? 4045 là kết quả của này. 4045 đoán A, cũng 23 đoán A. Đúng không? Đó. Ồ thế thôi, chữa trông chữa thế thôi mà lại chữa mất 1 tiếng 21 phút rồi. Chữa hơi lâu nhỉ. Từ bài chữa sau thì thầy sẽ chữa nhanh hơn nhá, rút kinh nghiệm thì sẽ chữa nhanh hơn cho các bạn một chút. Những câu nhanh nhưng mà các bạn phải giúp thầy một việc, đó là các bạn cần phải luyện tập. Phải luyện tập nhiều hơn đi thì mới làm nhanh được, thì thầy mới đi nhanh được. Đó, mà các bạn không luyện tập mà các bạn làm chậm đúng không? Thì thầy không thể giảng nhanh được, nếu ảnh hưởng đến tốc độ chung của lớp đấy. Đó, mà thầy không muốn bạn bất kỳ bạn nào không hiểu bài cả. Thế nên là hãy cố gắng là cải thiện cái tốc độ của mình làm bài hơn nhá, bằng cách là mình luyện tập nhiều hơn. Đó. Để càng ngày cái tốc độ chữa bài của mình sẽ càng nhanh hơn. Câu số 23 rồi đúng không? Câu 23 mình ra được kết quả là đáp án A này. Câu số 24. Câu 24. Rồi, câu này là một câu hay đây nhá. Câu này là một câu trông thế thôi chứ nó cũng khó phết đấy. Câu 24. Đó, chúng ta tiếp tục với câu số 24 này. Đây sẽ là một câu khó nhá. Đây sẽ là một câu cũng tương đối khó. Đã bắt đầu và đi vào những cái câu cần như câu cuối ở trong đề ở đây nhá. Để câu điểm 9, điểm 10 rồi. Thật ra câu này thì cũng mức độ điểm 8 thôi. Câu này mức độ điểm 8 thôi. Câu này là một cái dạng mà sẽ xử lý như sau này. Thì sẽ cần phải nhớ được những kiến thức này nhá. Đầu tiên đó là mọi người nhớ thầy là tích phân từ A đến B của FXDX thì bằng tích phân từ A đến B của FTDT. Có nghĩa là mình hoàn toàn có thể thay toàn bộ ẩn x bằng ẩn t. Thay toàn bộ ẩn x bằng ẩn t. FXDX bằng FTDT. Rồi, cái thứ hai là nhớ cái về đổi cận thôi. Tích phân từ A đến B thì bằng trừ tích phân từ B đến A đúng không? Có nghĩa là mọi người hay làm ngược lại hơn ấy. Hay lấy dấu trừ này để đổi cận với nhau. Đó, bỏ dấu trừ đi, đổi cận lại với nhau. Rồi, vậy câu này mình sẽ xử lý như sau này. Ở đây thì bài cho Fx bằng F của Ax cộng B trừ x. Vậy thì thầy đã hướng dẫn mọi người cái kinh nghiệm mình làm cái dạng giả thiết mà nếu mà Fx thì mình sẽ giữ nguyên đúng không? Các bạn nhớ lại những bài trên đi. Fx mình sẽ giữ nguyên. Còn nếu mà F không phải Fx thì các bạn đặt cái bên trong bằng T không? Đặt cái bên trong bằng T đúng không? Vậy câu này mình sẽ xử lý như vậy. Đó là các bạn sẽ đặt T bằng cái bên trong ngoặc ấy. Đặt t bằng a cộng b trừ dx. Rồi sau đó mình làm động tác là động tác vi phân đúng không? Đổi cận đấy. À, vi phân chính là đạo hàm đấy. Đạo hàm của t được 1 nhá, đuôi dt này. Đạo hàm của ab thì hết nhá. Ab là số ấy, ab coi như là số, đạo hàm của số thì bằng 0 thôi. Trừ đi dx đúng không? Rồi, đổi cận nữa. Đổi cận. Cận ban đầu là nhìn thấy bốn đáp án đúng không? Cận là a đến b. Cận là từ a đến b. Thì lúc sau các bạn thay A vào đây, x bằng A vào đây thì A cộng B trừ A còn B không? A cộng B trừ B còn A đúng không? Vậy thì bây giờ các bạn nhìn bốn đáp án này, bốn đáp án thì đều bài nó bảo là tích phân từ A đến B của x, Fx, dx. Như này đúng không? Rồi, thì đầu tiên nếu mọi người chuyển hết về ẩn T cho thầy nhá. Chuyển hết về ẩn T cho thầy. Chuyển như sau này. Chuyển cái này về dạng là thứ nhất cận để đổi này, cận ban đầu từ A đến B đúng không? Cận về sau từ B đến A này. X ở đây thì sao? X ở đây mình đưa hết về ẩn T nhá, mình không đưa về ẩn X nhá. X ở đây mình sẽ là mình sau đó mình cuối cùng mình đưa về hết ở X sau. Mình đưa hết về ẩn T đã, sau đó mình đưa hết về ẩn X sau. Dòng cuối cùng. X ở đây mình thay bằng là A cộng B trừ T không? Rút X từ dòng này ra này. Đó, chuyển X sang về bên này đúng không? Chuyển T sang về bên này. X bằng A cộng B trừ T nhân với cả F Fx. Thì mọi người nhìn vào giả thiết này,
Mình đặt cái bàn T đúng không? Vậy thì mình có được Fx bằng ST không? Fx bằng ST đúng không? Dx thì sao? Dx thì bằng trừ dt nhá. Dt bằng trừ dx mà. Để rút dx ra ngoài thì dx bằng trừ dt. Đó, vậy từ đây mình sẽ có được là tích phân từ a tới b của x fx dx thì sẽ bằng, cái này thì thầy sẽ nhân tung ra này, ab nhân với cả t nhá. Tích phân từ b tới a này của a cộng b nhân với cả st dt trừ dt thì đúng hơn. Nhưng mà ở đây thì mình có thể làm luôn động tác như này cho nó đẹp này. Đây là nhân với cả trừ dt đấy, đúng không? Thì các bạn lấy dấu trừ ở đây này, lấy cái dấu trừ ở góc này để mình đổi cận nhá, để mình đổi cận, đây là cận từ b đến a đúng không, đổi thành cận từ a đến b nhá. Đó thì cái dấu trừ đây mất, cái dấu trừ đây mất luôn. Đó rồi xong chưa? Đó mọi người nhân ra a cộng b nhân với t này, a cộng b nhân với cả st, rồi trừ đi tích phân từ b tới từ a tới b đúng không, đổi phải đổi cả hai nhá. Cái mình chỉ tách hai cái thôi mà, cái dấu trừ này, cái dấu trừ cái trừ dt thì mình bỏ trừ ra ngoài rồi thành là từ a đến b rồi, t d t s t d t như này đúng không? Rồi và sau đó thì thầy sẽ chuyển hết về ở x nhé. Đây là s t d t này, thì đây f x dx, cái này cũng thế, cái này thành x f x dx. Rồi câu này thì mọi người cần phải luyện tập nhiều hơn đâu. Đó, sau đó mọi người chuyển cái này sang về bên này thì các bạn nhìn thấy hai giống nhau không? A đến B fx x fx dx, A đến B của x fx dx không? Vậy nó bằng hai lần tích phân từ A tới B của x fx dx. Đó thì bằng, ở đây A B là số đúng không? Mình có thể đẩy A B ra ngoài được, đẩy hệ số ra ngoài đấy. Bên trong mình còn lại là A cộng B fx dx đúng không? Rồi sau mình chia cho 2, mình chia cho 2 bỏ số 2 đi này, chia cho 2. Đó thì đây là kết quả câu này. Một cái câu mức độ 8 điểm cũng tương đối. Nó là đổi biến thôi. Nhưng mà nó cần phải luyện tập đúng không? Cần phải luyện tập mới ra được câu dạng này. Câu số 4 nhá, mọi người chữa nữa thầy nhá. Đó mình đổi hết về ẩn t. Sau đó mình lại đổi hết về ẩn x. Đổi hết về ẩn x, các bạn nhớ là mình hoàn toàn mình có thể thay hết ẩn, ví dụ đây đúng không, mình hoàn toàn mình thay hết ẩn x về ẩn t nhá. Fx dx thì bằng st dt luôn. Đó, thay hết x bằng t. Đó thì đấy là lý do tại sao có được từ dòng này này, a cộng b nhân st dt nhá, thành a cộng b fx dx này. Đó, đây nữa, t st dt thành x fx dx. Đó rồi tiếp câu 25. Chữ nhanh nhá, câu 25 này. Câu này thì dùng câu này dùng hồng công 1 đúng không? Dạ, dùng hồng công 1 cho nhanh. Rồi. Okay, câu này thì mọi người nhìn thấy đây là dạng từng phần thôi đúng không? Đây là dạng từng phần, nó có hai hàm số nhân lại với nhau này, đây là từng phần thôi. Thì từng phần nhanh nhất là mình dùng hồng công 1 thôi. Hồng công 1 nhá. Kẻ cột đấy. Cột có hai cột U với đợt cột DV đúng không? Nhất lóc nhì đa. Đây là đa này. Tam lượng tứ mũ, em ước là mũ đúng không? Nhì đa tứ với mũ. Vậy thì ưu tiên U là đa thức hơn đúng không? Bãi trừ 1. Em ước này. Hồng công 1 là gì? Không còn gì đúng không? Không này. Còn này. G1 là gì đúng không? Không còn gì. Nghĩa là đạo hàm thì không còn gì thôi. Nghĩa là đến cái đầu số 0 thì thôi. Đấy. Đạo hàm của 3x, trừ 1 mình được 3x này. Đạo hàm của 3x mình được 3 này. Đạo hàm 3 mình được 0. À sốt. Đấy nhầm. Đạo hàm của 3x mình được 3. Đạo hàm 3 mình được 0. Rồi. Đó, không còn gì đấy. Đạo hàm 0 thì thôi. Thì mình đạo hàm 2 lần thì mình phải nguyên hàm 2 lần nhá. Nguyên hàm của vế này mình nguyên hàm. Vế đạo hàm. Còn cái dòng này mình nguyên hàm đúng không? MX. Xong mình nối những cái đường chéo lại với nhau này. Cộng này, trừ này. Vậy thì cái kết quả ở đây sẽ được là 3x trừ 1 nhân mx, rồi trừ đi 3 nhân mx, có dấu trừ đằng trước đúng không? 3 nhân mx, ở góc cận là từ 0 đến 1. Rồi rút gọn qua một lần đã. Ở đây mình có thể rút mx ra ngoài, mình được 3 mũi x trừ đi 4 đúng không? Nhân mx.
Rồi sau đó lắc cận từ 0 đến 1 vào. Cận bằng 1 vào trước nhé. Cận bằng 1 ở đây mình được là 3 trừ 4 là trừ đi e mũ 1 và trừ đi e này. Lắp 0 vào hay 0 vào. Hay 0 vào thì mình được là trừ, em cứ phải dấu trừ sẵn rồi nhá. 0 vào này thì mình được là âm 4 đúng không? Thành cộng này. 4. Em cũng không được 1 đúng không? Em cũng không được 1 rồi. Vậy đây là kết quả. Vậy thì ở đây mình có được A của mình sẽ bằng 4 đó. A là sự tự do đúng không? B là số của E. B là bằng trừ 1 đó. B bằng trừ 1. Vậy mình có 4 nhân trừ 1 đúng không? Là âm 4 là B nhé. 25B. Đúng không? Em ít 6. Đề bài cho là F lớn X là nguyên hàm của Fx. Đồ thị của F lớn X và Fx cắt nhau tại một điểm trên trục tung. Tìm được độ điểm chung của hai đồ thị làm số trên. Nghĩa là nó sẽ cắt nhau tại, nhìn nó đáp án, nó có nhìn đáp án thôi đúng không? Mọi người nhìn thấy nó cắt nhau tại hai điểm. Đó, và sau đó thì luôn luôn có một điểm ở trên trục tung đúng không? Nếu trục tung thì x bằng 0 đấy đúng không? Đó, và cái điểm còn lại là bao nhiêu thì mình phải tìm. Rồi, vậy thì từ đây mình sẽ xử lý như sau này. Thì ở đây thì bài cho f lớn x là nguyên hàm đúng không? F lớn x là nguyên hàm của fx thôi. 4x trừ 1 đúng không? Vậy thì từ đây mình sẽ được là nguyên hàm của 4 giữ nguyên này. Nguyên hàm của x mũ 1 mình được 1 phần 2. 4 giữ phần 2 mình được 2x bình này. Nguyên hàm của 1 mình được x đúng không? Cộng c. Đó, f lớn x là nguyên hàm mà, và cộng c. Tìm c của gì? Tìm c của gì? Đề bài cho là có ba đường nhé. F lớn x là 1 này, fx là 2 này và trục tung là 3. Ba cái này cắt nhau. Đó. Cắt nhau tại một điểm đúng không? Vậy hình vẽ của mình sẽ như sau. Hình vẽ của mình như sau nhé. Thì các bạn nhìn thấy được là ví dụ thôi. Đây là fx này, đây là fx này. Đây là fx cắt trục tung, đây là ox oy đúng không? Nó cắt trục tung tại một điểm rồi. Thì cái f lớn x ấy nó cũng phải cắt trục tung tại đúng cái điểm này luôn đúng không? Đó, thì f lớn x với cái fx thì mới cắt nhau tại cùng một điểm trên trục tung được. Vậy thì câu này mình sẽ đi xử lý như sau này. Đó là mình có được đây là fx rồi nhá. Fx thì bằng là 4x trừ 1 đúng không? Còn cái đường này thì gọi nó là f lớn x đi. Nó bằng là 2x bình trừ x cộng c. Đúng chưa? Rồi thì để cho nó cắt nhau, cùng cắt nhau tại một điểm trên trục tung này, thì đầu tiên thầy cho cái đường fx này cắt trục tung trước để tìm được cái giao điểm ở đây là bằng bao nhiêu. Đó, thì bây giờ mình xét này. Xét fx, xét y bằng fx giao trục tung ấy. Xét cái hàm bằng xét cái hàm mà mình có công thức rồi đấy, y bằng fx và trục tung nhá. Giao trục tung thì mọi người nhớ là x bằng 0 nhé. X bằng 0 thì y bằng bao nhiêu? X bằng 0 thì mọi người lắp x bằng 0 vào phương trình đây, vào phương trình của fx này thôi, mình tìm được y. Đó, mình sẽ tìm được y của nó bao nhiêu. Thì ở đây mình có được là vậy thì y của mình sẽ bằng 4 nhân 0 đúng không? X bằng 0 mà trừ đi 1 đó. Vậy bằng trừ 1 đúng không? Vậy từ đây mình sẽ suy ra được cái tọa độ của cái giao điểm này, cái điểm M ở đây này. Cái M là cái giao điểm, M là trên trục UI đấy. Có tọa độ là 0, âm 1. Có tọa độ là 0, âm 1. Đó, vậy đây mình có thể bỏ được A đúng không? Bỏ được A, bỏ được C rồi. Tiếp theo là đề bài nó bảo là cái đường F lớn X với cái đường Fx cùng cắt nhau tại một điểm. Có nghĩa là cái điểm M này nó cũng phải thuộc vào F lớn X không mọi người? Đó, cái này gọi là ba đường thẳng đồng quy đấy. Cái này gọi là ba đường đồng quy đấy. Đó, fx này, f lớn x này và ox oy nữa, ba đường đồng quy với nhau. Thì mình cho hai đường cắt nhau trước nhé. Mình cho hai đường cắt nhau trước thì mình đã tìm được điểm m là 0 âm 1 rồi. Thì để cho cái đường thứ ba cũng đi qua điểm này thì điểm m phải thuộc vào f lớn x không? Vậy thì cái dữ kiện thứ hai mình sẽ có được là m 0 âm 1 thuộc vào y bằng f lớn x. Đó, thì có nghĩa là các bạn lấy điểm m 0,1 các bạn lắp vào đây. Điểm mà thuộc đường đúng không? Một đường bất kỳ thì mọi người cứ lấy góc độ người lắp vào đường thôi. Lắp x bằng 0, lắp y bằng trừ 1 nhé. Y chính là fx ạ. Trừ 1 này. Bằng 2 nhân 0, 0 bình đúng không? Trừ đi 0 cộng c. Vậy từ đây mọi người tìm được c bằng trừ 1. C bằng trừ 1. Tìm được xong c thì coi như là có được f lớn x rồi. Vậy thì từ đây mình có được f lớn x của mình sẽ là
2x bình trừ x trừ 1 đúng không? Thay cái c ở đây bằng trừ 1 này. Đó, và fx ở đây sẽ là 4x trừ 1. Thì viết lại để làm gì? Đề bài nó bảo là tìm hai sao điểm. Chứ đề bài không hỏi tìm f lớn x. Nếu tìm f lớn x thì xong rồi, 2x bình trừ x trừ 1 là sao? Đó, đề bài là tìm hai sao điểm. Thì bây giờ mình xét hai cái bằng nhau đúng không? Tìm giao điểm đúng không? Thì mình xét hai cái bằng nhau thôi. Ở đây mình xét 2x bình trừ x trừ 1 bằng 4x trừ 1. Thì trừ 1 với trừ 1 hết đúng không? Vậy thì đây mình có được là 2x bình trừ đi 4x trừ đi 5x ấy, bằng 0. Vậy tương đương với ở đây có hai nghiệm là x bằng 0 hoặc x bằng 5 phần 2. X bằng 0 các bạn lắp vào đây đúng không? Lắp một trong hai cái, lắp cái nào cũng được. X bằng 0 thì y của mình bằng trừ 1 phần 4. Đấy thế nhỉ? À, x bằng 0 thì y bằng 1, y bằng trừ 1 chứ đúng không? Nhầm. Lắp 0 ở đây mà, 4 x 0 là 0, còn trừ 1 đúng không? Y bằng trừ 1. Thì ra đúng cái điểm 0 trừ 1 đấy là cái điểm mà mình có rồi, mình không cần. Mình biết là điểm 0 trừ 1 rồi. Cái điểm thứ hai mới là điểm mình cần này. Cái điểm thứ hai mới là điểm mình cần. X bằng 5 phần 2 mọi người lắp vào đây thôi, lắp vào đây. Lắp vào một trong hai cái, lắp vào f lớn hay là lắp vào fx đều được. Bởi vì hai cái bằng nhau mà, hai cái bằng nhau mà lắp vào cái nào cũng được. 4 x 5 phần 2, 4 x 5 phần 2 mình được 10, 10 trừ 1 là 9. Đó, vậy điểm thứ hai của mình sẽ là điểm 5/29. 5/29 đáp án B nhá. Đó. 26. Rồi. Chuyển sang 27. Đề thi minh họa mới nhất này mọi người. Đề minh họa mới nhất năm nay nhá. Câu số 27 giống hết đề thi học năm ngoái. Đề chính thức năm ngoái đó. Không phải giống hệt mà là cách xử lý nó giống hệt. Các bạn nhìn thấy thầy có chữa trên lớp rồi, cái bài mà có f lớn x và g lớn x là hai nguyên hàm của fx fx, các bạn nhớ cái bài đấy không? Đó, ở đây đề minh họa hôm nay để bài lại cho lại tiếp, lại cho lại tiếp cái dạng đấy, thế nên là ôn kỹ nhá. Câu này chắc chắn các bạn sẽ được luyện tập nhiều hơn, sẽ được làm một vài lần nữa ở trong các đề tổng ôn hoặc đề thi thử sắp tới. Thì cái dạng này gần như là dạng có ở trong đề minh họa nữa rồi đúng không? Mà năm ngoái lại vừa thi xong. Thế thì không là trọng tâm không phải là nó thì chả là ai nữa đúng không? Nào. Câu này mình sẽ đi xử lý như sau. Mọi người chú ý nhá, đề thi mới nhất đấy, 2023 đấy. Đây là câu cuối. Câu cuối trong phần nguyên hàm tích phân. Rồi, câu hỏi đi xử lý như sau này. Thì đề bài nó sẽ luôn luôn cho mình hai dữ kiện là f lớn x và g lớn x là hai nguyên hàm của fx. Dữ kiện giống như đề thi đọc năm ngoái. Thì dữ kiện này mình hiểu cái dữ kiện này như thế nào này. Thì ở đây thì mình có được là f lớn x và g lớn x là hai nguyên hàm. Nguyên hàm thì thầy ký hiệu như này nhá. Nguyên hàm của fx. Như này đúng không? Là hai nguyên hàm của fx. Rồi, cái dữ kiện này mình hiểu như sau này. Thì một cái hàm số ấy thì mình có vô số nguyên hàm nhá. Một cái hàm số thì mình có vô số nguyên hàm. Tại sao như vậy? Thì bình thường khi mà các bạn tính nguyên hàm thì có phải là ví dụ như nguyên hàm của fx mình ra được là bằng u lớn x nhá. Thầy không muốn gọi là f lớn x vì nó bị trùng mất hai cái tên gọi đề bài cho rồi. Thì thầy gọi là u lớn x nhá. Rồi cộng với cả c nữa không? Đó, và nó các cái nguyên hàm ấy, các cái nguyên hàm của một hàm số nó chỉ khác nhau cái đuôi là c thôi. Nó chỉ khác nhau cái đuôi c này thôi. Còn cái u lớn x này phải giống nhau. Đó, c bởi vì c là một số bất kỳ đúng không? Mình cho c bằng 1 hay cho c bằng 2 khi mình đạo hàm ngược lại thì nó cũng sẽ mất thôi mà. Đó, vậy thì các cái hàm số, các cái nguyên hàm của một cái hàm số, các nguyên hàm của một hàm số nó chỉ khác nhau cái đuôi là c này thôi. Đó, còn cái ux nó phải giống nhau. Thì ở đây thầy có thể viết cái f lớn x à cái f lớn x với g lớn x này nó về dạng là fx bằng gx cộng c được không? Mọi hiểu cái biểu thức này không? Cái kiểu này là cái kiểu mà mọi người viết đi, mọi người viết cái này vào đi. Đó, fx thì bằng gx cộng với cả c. Bởi vì các bạn hình dung nhá, ví dụ một cái bài đơn giản thôi, cái bị chọn nhầm chưa quen thì dùng cái bảng này làm đây. Có phải là ví dụ như mình có được nguyên hàm của x thì mình được là 1/2x bình cộng c đúng không?
Rồi, thì mình có hai cái nguyên hàm ví dụ này. Nguyên hàm thứ nhất là f lớn x bằng 1 phần 2 x bình cộng c ở đây thì cho bằng 1. Đó, g lớn x thì sẽ bằng 1 phần 2 x bình cộng với cả 2 chẳng hạn. Đó, thì f lớn x và g lớn x thì hai nguyên hàm nó chỉ khác nhau, nguyên hàm của một hàm số nó chỉ khác nhau cái đuôi thôi. Đó, cái đuôi là số thôi đúng không? Đó, vậy thì hoàn toàn mình có thể viết được là fx bằng gx. Ví dụ như câu này đúng không? Thì fx thì sẽ bằng gx trừ đi 1 không? Đó, fx thì sẽ bằng gx trừ đi 1 đúng không? Chỉ cần thêm bớt một số thôi. Đó, chỉ cần thêm bớt một số thôi. Hay là gx thì bằng gx thì bằng fx cộng 1 đúng không? Đó, thì thầy có thể gọi cái fx và gx nó có mối liên hệ là như này. Fx thì bằng gx cộng thêm một cái số nào đó, bởi vì nó chỉ khác nhau cái đuôi thôi. Đó, fx bằng gx cộng thêm một cái đuôi, cộng thêm một đuôi là số c ở đó. Thì mọi người nhớ nhá, cứ giữ kiện này thì mình có được cái biểu thức đóng khung ở trong ngoặc này. Đó, mọi người nốt lại đi, nốt lại thầy. Đấy, cho mọi người hiểu rồi đấy đúng không? Tiếp tục này, câu này sẽ làm như sau. Đề bài cho mình hai dữ kiện là đề bài cho f4 cộng g4 bằng 4 đúng không? Rồi, f4 thì sao? F4 thì mọi người thay x bằng 4 vào đây thì có phải là f4 thì bằng g4 cộng c không? Thay 4 vào đây này, thay x bằng 4 vào đây này, thay x bằng 4 vào đây đúng không? Đó, thì thay cái f4 này nhá, thì bằng g4 cộng c này cộng g4 nữa bằng 4. Vậy từ đây mình ra được là g4 cộng c bằng 4, hai lần g4 đúng không? G4 cộng g4 là hai lần g4 này cộng c bằng 4. Xử lý tương tự f0 cộng f cộng g0, f0 cộng g0 bằng 1. Thì f0 cộng người lắp x bằng 0 là thôi, f0 thì bằng g0 cộng c đúng không? Cộng tiếp g0 nữa bằng 1. Vậy từ đây mình có được là hai lần g0 cộng với cả c bằng 1. Vậy từ đây mình có được là hai lần g0 cộng với cả c bằng 1. Rồi thì viết lại hai phương trình nhá. Đây là 1 này. 2 lần g4 cộng c bằng 4 này. 2 lần g0 cộng c bằng 1. Đó, mình có được hai phương trình như này. Từ đây mình nghĩ đến việc gì? Từ đây có phải là mình nên trừ hai vế không? Thế đây là những cái động tác gọi là kinh nghiệm làm bài nhá. Mình nhìn nó biểu thức này thì có vẻ như thầy muốn chỉ tiêu c, thầy muốn chỉ tiêu c. Vậy thì có vẻ như là mình nên trừ hai vế cho nhau nhỉ? Có vẻ mình nên trừ hai vế cho nhau. Rồi, tôi cứ để nguyên ở đây nhá, cứ để nguyên ở đây. À, nếu mà trừ hai vế cho nhau thì không tự nhiên lắm đúng không? Cách làm nó sẽ bị không tự nhiên lắm, mọi người lại hiểu. Mọi người lại hỏi thầy là tại sao lại thầy lại làm như vậy? Thì đọc đề bài tiếp nhá, đọc đề bài tiếp. Đề bài nó bảo là tính tích phân từ 0 đến 2 của f2x dx. Tích phân từ 0 đến 2 của f2x dx. Nhìn cái này thôi là xấu rồi đúng không? Đây là một biểu thức không đẹp này. Bên trong này nó là 2x không phải x đúng không? Cứ bên trong ngoặc không phải là x nhá, mà là cái gì đó x nhá. Thì mọi người auto đặt cho thầy t hoặc là u bằng cái bên trong ngoặc có thể. Auto làm thế nhá. Ở đây là phải đặt t ngay. Đặt t hoặc đặt u này, đặt u đi. Đặt u bằng 2x cho thầy. Vi phân đúng không? DU bằng 2 lần dx. Xong rồi đổi cận nữa. Đổi cận. X này, u này, cận là từ 0 đến 2 đúng không? Lắp x bằng 0 ở đây, 0, 4. Vậy thì cái tích phân này sẽ trở thành tích phân từ 0 đến 4 của f u dx. Thì mọi người thay bằng du chia 2 nhé. Dx ở đây này thì bằng du chia cho 2 đúng không? Du chia cho 2. Rút 1 phần 2 ra ngoài, tích phân từ 0 đến 4 của f u du. Rồi mà thì như thầy bảo đúng không? Sau đó dòng cuối cùng mình chuyển hết về fxdx nhá. FUDU thì bằng fxdx. Rồi. Nào, ở đây mình cần phải tính một từ 0 đến 4 của fxdx. Ừ. Thì nhìn vào giả thiết này, nhìn vào cái mình có ở trên này. Mình có được g0 và g4 đúng không? Mình có được g0 và g4. Mà g là cái gì? G lớn là cái gì? G lớn là nguyên hàm của fx không? Thì có phải là một cái bài tích phân? Thì có bài các bạn 1 phần 2 các bạn để nguyên nhá, 1 phần 2 để nguyên này. Đây là tích phân đúng không? Thì mình tính nguyên hàm trước đúng không? Mình tính nguyên hàm của fx trước. Mà ở đây mình nên dùng cái gì? Từ cái biểu thức này, ở đây mình có g đúng không? Thì mình coi như là
mình dùng cái nguyên hàm của fx là gx ở trong câu này nhé. Mình có thể dùng là f lớn x cũng được, nhưng mà ở đây thì dùng là g lớn x để mình có thể tận dụng được cái dữ kiện ở trên đó, là có g 4 cộng g 0 cái gì đó này, hai lần g 4 cộng hai lần g 0 đấy. Thì ở đây thầy sẽ chọn là cái hàm số nguyên hàm của fx là gx nhé. Các bạn chọn là hàm số nào cũng được thôi, chọn là gx đúng không, bởi vì mình không có đuôi là cộng c mà. Rồi sau là mình có tích phân là mình thay cận đúng không, thay cận là từ 0 đến 4 vào đây đó, và mình sẽ được là thay 4 vào trước nhé, mình được 1/2 cũng để nguyên này, thay 4 vào mình được g 4 rồi trừ đi, thay 0 vào đúng không, g 0 không đó g, vậy tóm lại là bây giờ mình tính cái g 4 trừ g 0 là xong, lắp cái này bằng bằng bao nhiêu nữa là xong đúng không. Mà ở trên này mình có cái hệ này à, thì ở hai vế đều có c này đúng không, không có lý do thì mình không trừ hai vế với nhau cả để mình mất hết cái c này đi đó. Vậy đây mình có được hai lần g 4 trừ đi hai lần g 0 bằng 4 trừ 1 bằng 3 không, vậy thì chia hai vế cho hai đúng không, vậy g 4 trừ đi g 0 bằng 3/2. Đây cái này mình sẽ lắp vào cái g 4 trừ g 0 ở dưới 3/2, vậy thì ở đây được là 1/2 nhân với 3/2 bằng 3/4. Đó, một câu xuất hiện rất nhiều trong thời gian gần đây, mọi người chữa cẩn thận vào giúp thầy rồi. Câu chuyện rất nhiều nha, phải xem lại nhá, tự chữa lại đi, tự chữa lại câu này đi. Đấy là câu số 27, còn 3 câu nữa, cố gắng nhá. À, câu cũng khó đấy nhá, câu 28 cũng là một câu khó. À, những cái câu khó mình phải làm trước ở nhà rồi, đã phải luyện tập trước ở nhà. Những câu nào, những bạn nào mà mục tiêu là trên điểm 9 nhá, nên làm những câu như này. Đó, cố gắng làm những câu trên như này thì mới đạt được điểm 9 được. Thì phải làm trước ở nhà rồi. Thì đi thi mình chỉ được ốp lại thôi. Thì đi thi mình không nghĩ bài khó để bảo mọi người rồi đúng không? Đi thi không nghĩ bài khó đâu. Ở đây mình có được một cái biểu thức là như này. Cái khó nhất là mình xử lý được cái biểu thức đề bài cho fx cộng với x nhân f'x bằng 4x+3 cộng 4x+2. Thì cái dữ kiện này xử lý như thế nào, cái dữ kiện này xử lý như nào, thì đầu tiên nhá, mọi người có thể nhìn được gợi ý này, có thể nhìn được cái vế trái này nó là đạo hàm của cái gì không, nó chính là một cái đạo hàm đấy. Cái vế trái này nó chính là một cái đạo hàm, nó là một cái gì. À, bạn nào có thể các bạn xem video có thể dừng lại nhá, để có thể suy nghĩ xem là nó là đạo hàm của cái gì, đạo hàm của dạng nào đấy. Rồi nếu mà các bạn đã suy nghĩ xong rồi nhỉ, thì đây sẽ là cái lời giải cho nó đây. Ở đây thầy nghĩ đến việc các bạn nhớ đạo hàm của u nhân v không, có nhớ đạo hàm u nhân v không, thì bằng u phẩy v đúng không cộng u v phẩy đúng không. Thì các bạn nhìn thấy này, u v phẩy này, đây là u đúng không, đây là u, x là u đúng không, v phẩy chính là f phẩy x, vậy thì v chính là fx không. Mình kiểm tra lại nhá, xem cái đằng trước có đúng không này. U phẩy thì mình đoán là u là x đúng không, v là fx không, thì u phẩy là x phẩy, x đạo hàm là bằng 1 đấy đó, nhân với cả u nhân với cả v là nhân fx đúng không, chuẩn rồi đúng không. Vậy thì cả cái vế trái của mình nó chính là bằng x nhân với u nhân v, mà x là u nhá, v là fx đạo hàm đó, đạo hàm u nhân v thì nó ra được đúng cái này luôn. Rồi kiểm tra lại mà xem, u là x, v là fx, u phẩy thì đạo hàm của x được 1 đúng không, nó còn fx cộng với u v phẩy x nhân f phẩy x đấy. Rồi vậy chuẩn rồi đúng không. Sau đó mình làm cái động tác như sau này, các bạn nhớ động tác gì mà nó là mất đi số đạo hàm không, động tác gì ngược lại với đạo hàm nhỉ, động tác nguyên hàm không. Mình sẽ nguyên hàm hai vế để vừa nguyên hàm vừa đạo hàm nhá, thì cái dấu nguyên hàm này với dấu đạo hàm mất. Đó, vì nguyên hàm với đạo hàm là đi ngược lại nhau mà, mình vừa đạo hàm vừa nguyên hàm thì coi như trở lại cái ban đầu đó. Vậy thì mình còn lại là x fx bằng nguyên hàm, cái này thì nguyên hàm cơ bản thôi, x mũ 4 này cộng với 2x bình này cộng với 2x cộng với cả c đúng không. Đó, và bây giờ đi tìm c. Cái tìm xe đơn giản lắm, các bạn lắp x bằng 0 vào, thay x bằng 0 vào.
x bằng 0. Tại sao nghĩ việc đấy? Thì thầy làm rồi. Thầy, đây là những cái câu quen thuộc thôi. Những cái câu quen thuộc các bạn đã làm nhiều, các bạn sẽ thấy là mình hay làm như vậy. Đó. Thì đi thi cũng thế, những cái câu điểm 9, điểm 10 trở lên đấy, những câu mình đã phải luyện tập trước một vài những cái ý hoặc là những cái điểm quan trọng nhất ở những cái bài tập ở nhà trước rồi. Thì đã làm quen rồi thì đi thi mình cứ thế mà ốp vào thôi. Thì câu này mình thấy x bằng 0 vào, bạn tìm được C ngay. Bởi vì x bằng 0 vào nhá, lắp vào x bằng 0 ở đây. Lắp x bằng 0 ở đây thì về đây bằng 0 hết đúng không? 0 nhân cái gì bằng 0 mà? 0 này, bằng 0 lắp vào đây hết này, mất hết sạch này. Cộng C đúng không? Vậy từ đây mình có được C bằng 0. C bằng 0. Vậy thì tóm lại là mình có được là x nhân fx sẽ bằng x mũ 4 cộng với 2x bình cộng 2x. Thế thôi. À, sau đó thì bài bảo là diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi y bằng fx và y bằng f phẩy x. À, y bằng fx đúng không? Thì đầu tiên tìm fx. Thì ở đây các bạn tìm được fx rồi đấy. Tìm được fx rồi đấy. Các bạn chia cho x là xong. Chia cho x. Chia cho x thì cái này còn x mũ 3. Cái còn 2x à? Hay còn 2 không? Chia cho x là xong. Và ra là fx. Rồi. Sau đó thì bài bảo là diện tích bị giới hạn bởi fx và f phẩy x của hai đường đúng không? À, của hai đường. Hai đường thôi thì tí phải tìm giao điểm đấy nhá. Nào, đường thứ nhất đây này, đường thứ nhất đây, f phẩy x của mình nữa là 3x bình cộng với cả 2 đúng không? Rồi, nếu mà chỉ có hai đường thôi, làm rất nhiều câu tính diện tích rồi. Thì nếu chỉ có hai đường thôi thì xét giao điểm đúng không? Xét giao điểm đã. Xét fx bằng gx đã. Fx bằng f phẩy x. Ở đây chính là hai đường đấy, đây chính là fx và gx đấy. Thì đầu tiên mình cho hai cái bằng nhau đúng không? Để mình tìm ra được cận A với cận B của mình đấy. Thì đây mình có được là x mũ 3 cộng 2x cộng 2 bằng 3x bình cộng với cả 2. Vậy thì đây mình có được x mũ 3 trừ 3x bình cộng 2x bằng 0 đúng không? Rút x ra ngoài. X bình trừ 3x cộng 2 bằng 0. Và từ đây mình có được là x bằng 0 hoặc là x bằng 1 hoặc x bằng 2. Đó, và mình nếu mà có ba nghiệm thì sao? Lấy nghiệm min và nghiệm max nhé. Lấy nghiệm min và nghiệm max. Lấy 0 này, đây là lấy 2 này. Đó, và ở đây mình có được diện tích thì bằng tích phân từ 0 đến 2 của trị tuyệt đối fx trừ gx đúng không? Fx trừ gx, fx đây này, gx đây. Thì cái fx trừ gx thì chính là cái dòng dưới đây này. Để mọi người lấy luôn dòng này cho tiện. Đó. Fx ở đây là fx với gx thì chính là fx với f phẩy x đấy. Để bài cho hai đường đấy thì một cái là fx và một cái gx. Fx với gx là cái gọi ở trong dạng trong phần lý thuyết đúng không? Đó thì ở đây hai cái chính là fx với f phẩy x đấy. Rồi, trong trị đối của mình sẽ là x mũ 3 trừ đi 3x bình cộng với cả 2x đúng không? Như này. Câu này mình không cần phải phá trị đối ra, bấm thẳng máy tính luôn. Bấm thẳng máy tính có thể luôn này, tích phân này. Trị đối bấm shift vào hoặc đơn thôi. X mũ 3 trừ 3x bình cộng với cả 2x tận là từ 0 đến 2. Rồi kết quả mình ra 1/2 nhé. Mình ra là 1/2. Rồi đáp án C nhé. 28 đúng không? C 1/2. Một câu đề hơi lạ đúng không? Hơi lạ. Ok. Rồi, câu 28 xong. Còn 2 câu. Thật ra còn 1 câu thôi. Bởi vì câu 29 đấy thì học năm 2022, đấy thì học năm vừa rồi. Thầy đã chữa trên lớp mọi người rồi. Đó thì mọi người nhìn thấy đây, cho mọi người ví dụ luôn, thầy bảo là tại sao lại cái câu này là câu thi mấy năm gần đây này. Đấy, bạn nhìn thấy dữ kiện giống nhau không? Đây là đề thi 2022 nhá. Đó, còn đề trên là đề minh họa năm 2023. Đó, cái câu này là câu dạng mình cần phải giống hết nhau không? Câu này dạng là mình sẽ cần phải luyện tập nhiều hơn. Đó, thì các bạn sẽ được luyện tập ở trong các buổi tổng ôn tiếp theo và trong các buổi luyện đề nhá. Thì câu 29, còn câu 30, thì hai câu này thì thầy sẽ chữa ở trên lớp. Sẽ chữa ở trên lớp cho mọi người ở tuần sau nhá. Câu 29 thì chữa rồi, thì chữa nốt câu 30 thôi đúng không? Một câu 30 cũng là một câu hay. Một câu mà thầy... một câu mà dạng nó hơi lạ hơn một chút, dạng nó lạ hơn so với các năm, nhưng mình phải làm quen với những cái câu này đi, làm quen với những câu dạng lạ thì đi thi đúng không? Mình sẽ không bị bỡ ngỡ nữa, khi mình đã làm nó một lần rồi thì mình không bị bỡ ngỡ nữa. Đó thì nó có một vài câu dạng lạ thôi. Đó thì câu 30 là một câu như thế, thì ở trong buổi học offline nhá để chữa câu này. Rồi
Video thì cũng khá là dài rồi, nên là bạn nào mà đã xem được hết chữa phần này rồi thì chữa nốt câu 30 ở trên lớp nữa là xong. Ok nhá. Và buổi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây, và thầy hy vọng rằng là trong tuần sau thì nếu buổi tổng ôn tiếp theo vẫn là cái chương này nhá, nếu mà cùng một chương thì thầy muốn nhìn thấy kết quả của mọi người tiến bộ. Các bạn là không tiến bộ thì có nghĩa là mình đang học, mình đang hơi bị lãng phí thời gian đấy. Ok, rồi buổi hôm nay mình sẽ nghỉ ở đây và hẹn gặp lại các bạn vào chủ nhật tuần sau nhá. Xin chào mọi người.